Mấy bữa trước có ông bà cụ nói đây để kinh nghiệm nha quý vị. Bà cụ bà bệnh, bà cũng siêng niệm Phật lắm. Nhất là những người siêng niệm Phật mà ép tâm ưa bị cái bệnh này nè. Cẩn thận nha, kinh nghiệm. Bệnh đau thân thể cũng khổ. Rồi siêng niệm Phật. Muốn là cái khổ này con không muốn trả nữa. Con muốn về cực lạc mau mau đi. Con muốn về cực lạc mau mau. Chứ con không muốn chịu trả cái khổ này, nó khổ quá. Nhưng mà cái khổ này đâu phải ai đem cho mình, mà chính mình đã từng tạo ra cái nhân khổ này. Nên đời này mình mới bệnh đau, mình khổ như vậy. Bị tim, bị ung thư hay bị ép tim thở không nổi, đúng không? Là do mình đã từng tạo cái nhân sát sanh. Ví dụ mình bóp cổ người ta đi, mình xiết họng con vật nào đi, mình nhặn đứa con chó con mèo, hay là mình dùng cái cách giết con vật bằng cách nào đó trong đời kiếp nào, hiểu không? Quý vị thấy chúng ta trong đây có những con người chúng ta đã từng thấy người ta giết chó, người ta bỏ vô bao, người ta liệm xuống, người ta nhặn, quý vị, ta nhặn nó, ta nhặn nó, quý vị thấy không? Thì cái giết đó nó chiêu cảm cái quả báo là sau này dù mình bị tim hay bị cái gì sợ hãi rồi thở không được rồi ngợp đồ này kia đó, là do cái nhắn mình làm người ta ngợp. Bây giờ mình phải chịu cái quả mình bị người ta ngợp. Mình bị người ta chiêu cảm cái quả báo là mình bị ngợp, hiểu chưa? Nên từ nơi đó thì khổ quá khổ. Nghe thế giới cực lạc đặc biệt gì, bây giờ con muốn về thôi, chứ con không muốn khổ nữa. Cái bắt đầu là dùng ý căn á, ý căn để cảm cực lạc được. Ý căn muốn cảm cực lạc là muốn bỏ cái khổ này liền, không muốn chịu cái khổ này nữa, và muốn đi về cực lạc liền. Mơ mộng là muốn đi về cực lạc liền, chứ không có muốn trả cái này nữa. Thì cái tâm thức đó nó quá mạnh rồi, nó sanh ra cái tâm gọi là nó vọng cảnh. Nó nghĩa là nó sanh từ tâm ra vọng cảnh, mà vọng cảnh nó sanh ra ma cảnh. Quý vị phải nhớ là Phật cảnh và ma cảnh nó đều từ tâm sanh ra không à. Chứ nó không phải ở đâu nhào vô đây chứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng là tất cả chúng ta đều có đức tướng và trí tuệ như Phật, đều có trí tuệ công đức phước duyên như Phật, viên mãn hết từ tự tánh. Tự tánh là ở trong của ta, nên gọi là tại phàm không giảm mà tại thánh không tăng. Nó đều là viên mãn hết từ trong tự tánh. Nên cái việc mà phước duyên công đức, cái việc mà trí tuệ và thông minh, thì nó không có ở đâu cái bên ngoài mà cho mình hết trơn. Nó đều trong tự tánh hiển lộ. Mà tại sao chúng ta không hiển lộ được? Là do chúng ta có bị chướng nên không hiển lộ. Cái chướng của mình là hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ mọn, đố kỵ, hơn thua, buồn giận, sân si. Từ nơi cái chướng này mà không phát triển được tự tánh. Nên tự tánh có sẵn nhưng không dùng được là do chúng ta bị chướng. Là ai chướng? Mình chướng mình. Mình chướng mình nên tự tánh không hiển lộ, hiểu chưa? Nên gọi là Phật cảnh và ma cảnh đều là từ chính bản thân chúng ta để hiển lộ ra hết. Nó không có cái từ bên ngoài. Học nhớ, không có cái bên ngoài nghe. Nên á, Phật tiếp dẫn cũng từ tâm mà sanh ra, chứ nó không có cái ở bên ngoài đâu. Tâm quý vị nghĩ Phật là Phật, tâm quý vị nghĩ ma là ma, thì cái tâm này nó quá loạn rồi. Nó loạn đến mức mà nó thành phù phiếm luôn. Và nó chỉ là muốn về cực lạc mà nó không có muốn trả nợ, gọi là không diệu tâm. Mà gọi là dùng thô tâm để muốn về cực lạc. Mà dùng thô tâm để muốn về cực lạc thì ma cảnh từ tâm ra liền. Gọi là Ấn Tổ nghe nói là ma dựa phát cuồng đó. Thì bắt đầu là trong cái cảnh giới mà niệm Phật đó nó xuất hiện cảnh giới. Thì quý vị biết rằng là bổn nguyện của Di Đà thì không có ma nào mà giả ra Di Đà. Tại vì đây là bổn nguyện tiếp dẫn. Nhưng mà ma có thể thể hiện ra tất cả những vị Phật khác thì ma thể hiện ra được. Tại vì các vị Phật khác không có cái bổn nguyện này. Nên á, ma có thể thể hiện ra Đức Thích Ca Mâu Ni hay là những vị Phật khác, nhưng mà không thể hiện ra Phật A Di Đà được. Phải nhớ cái chỗ này nghe quý vị. Nhưng mà khi cái tâm của mình nó không dịu tâm để vui trả nợ và không gầy dựng tín nguyện để cầu sanh, thì lúc đó quý vị chiêu cảm với ma cảnh. Mà chiêu cảm với ma cảnh thì ma cảnh thể hiện ra cũng là có ánh sáng, rồi cũng đi kêu mình là báo cho mình ngày đó thì cho mình đi này kia đồ, nghe không? Thì cái cô này thì cổ chắc nói thật chứ không phải là nói giả đâu. Cách này mấy ngày nghe, mà những đức thì không có thông báo, những đức nói cái gì nó cũng đâu vào đó hết trơn đi, rồi lúc đó được rồi tính sao, chứ nó chưa được mà mình thông báo bậy bạ kẹt chứ lắm. Buổi sáng cách nay 3-4 ngày vậy đó, thì cổ cho người mời những đức vô, cổ nói rằng thầy ơi, hồi sáng cái giờ đã ăn cơm, thầy chúng ăn cơm, con đang ngồi niệm Phật trong đây thì chính mắt con thấy rõ ràng là Phật A Di Đà xuất hiện.
và quang minh sáng lòa, thì báo cho con là ngày mai 6 giờ sáng con đi, Phật rước con đi. Thì trong lòng của mình thì thật sự mà nói, mình nghe vậy mình rất là mừng cho người ta niệm Phật mà được như vậy, quý vị hiểu không? Thì mình cũng im im thôi, mình nói à được, vậy là 6 giờ ngày mai đúng không? Đúng thầy. Thì bắt đầu quý vị biết rằng là những đức nói à, thôi im im, đừng báo cho chúng biết, chùa này đông bởi mấy bà già, nó nghe rồi đây có phiền phức nha. Rồi đầu buổi sáng đó, những đức vô nói chuyện, có một bà một thôi, bà đứng ngay cửa sổ bà nghe. Vậy mà có một bà nghe mà bà làm cho cả chùa này biết. Kinh khủng không? Một bà thôi, một bà nghe mà làm cả chùa biết, mà chùa biết mà bên ngoài một số người biết luôn. Nó kinh khủng như vậy. Vậy trời, đúng là chúng sanh mình nó duyên nhanh thiệt chứ. Duyên nhanh vô cùng, đúng không? Thì vị biết rằng những đức im điềm, chiều đó mà những đức vô hộ niệm nghe, làm đoạn ký sự, rồi nói rồi cô đi ngồi hay nằm. Bà nói ngồi. Ngồi đi, nói ngon ngon nghe. Và những đức nói thêm câu nữa là khi cô đi là cô chào một cái cô đi nghe chưa. Cô nói dạ. Tại mình nghĩ rằng trời ơi, cái cảnh giới mà thấy trực tiếp là cảnh giới nó cao dữ lắm, nên sanh tử tự tại, quý vị hiểu không? Mình kêu bà ngồi bà đi, bà chào một cái để quay phim luôn. Mình muốn cho Phật tử tăng tính tâm, quý vị. Mình im im mình làm luôn nghe. Cái đầu sáng bữa sau những đức thuyết pháp trước buổi, rồi những đức mới xuống những đức hộ niệm. Xuống hộ niệm xong cái đi xuống, cái bà nói với mấy thầy rằng trước nửa tiếng luôn là 5 giờ rưỡi chứ không phải 6 giờ. Nó à, càng sớm càng tốt. Đang chờ vậy lắm, đang gấp gáp. Trong lòng mình chờ đợi, quý vị không? Một người mà biết ngày giờ giảng sách mà đi thì đặc biệt quá, quý vị. Trầu ô lựa mười mấy chú với hai ba thầy đặc biệt nhất vô niệm Phật, để dùng cái sức người nam trẻ nó có lực niệm á, đưa tiễn mới đi cho nó ngon. Bởi vì như Đức nói chùa mình là cái điểm hỗ trợ lớn, cái điểm mà giúp cho người niệm Phật giảng sanh là tuyệt vời. Không có một người nào trở ngại hết trơn á, chỉ có cái quý vị giảng sanh hay không thôi, chứ cái sự hỗ trợ là cực kỳ thù thắng. Phòng ốc được ổn định, thấy không? Vô niệm trầu ông nào ông nấy niệm. Hả họng trọng mộng cũng làm kinh khủng. Cái kiểu mà niệm cho cái người sắp giảng sanh nó niệm ghê lắm. Thì quý vị biết bà cũng cho mình được cái là gì, là chân thành. Mình mới thấy cái chân thành lúc đó nó cảm ứng, quý vị. Cảm ứng mình, cảm ứng luôn á. Tại vì bản thân mình niệm chân thành mình được lợi ích. Chỗ nó an lạc không tưởng tượng được, quá chân thành. Trời ơi, quý vị biết rằng là 5 giờ 15 cái tự nhiên những đức ngồi kế bên, trong lòng những đức cũng nói ngồi kế cái người mà giảng sanh cũng ngon. Ngồi kế cái người mà giảng sanh á, nếu mà lúc này những đức nói lương tâm những đức, nếu mà lúc này mà lỡ Phật A Di Đà mà rước bả nó nghe, mà quang minh nó phóng mình chính mình mà. Rồi lúc đó bây giờ cả một cái ề chúng này á, bây giờ tao hỏi mày, mày đi luôn không? Đúng không? Mình hỏi mình á, bây giờ mình cũng còn trẻ, bây giờ mà cả ề chúng gì, mình hỏi mình coi cái tính nguyện mình sao, nghe quý vị. Mà lúc đó là thật lòng rồi đó, lúc đó là thật lòng hỏi mình và trả lời đó, mày đi không hay là mày ở lại nuôi chúng? Mà mày đi thì bao nhiêu bà già này sao? Mà bây giờ á, mày đi hay mày ở lại? Thì lúc đó trong lòng mình quyết định trả lời là đi. Nếu mà Phật rước bả mà mình ké luôn. Thì bây giờ mình hướng dẫn bả mà thôi, mình chịu lép, mình nắm vạt áo bả kéo mình đi cũng được nữa, mình cũng đi theo nữa. Chấp nhận đi, bỏ hết quý vị, bỏ hết cái chùa chiền, bỏ hết chúng luôn, không có dính dáng cái gì nữa, đi đi. Rồi trong lòng nói rằng là 18 năm sau mày đến đây, 18 năm sau là tuổi đó đi tu, là đến đây xuất hiện đây được rồi, hiểu chưa? Là lúc đó là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ ngon hơn. Còn ở đây bây giờ nói khô cuốn họng, đông đông chứ chưa chắc. Nhưng mà mình về cực lạc trở lại chắc ăn hơn. Mình nói vậy nghe. Nói à quyết định bây giờ. Thôi còn có 15 phút nữa mà thấy cái bà này, cái mồi. Cái mồi cũng đặc biệt quá mà bà diễn thấy ghê lắm trời. Cái bà này bà diễn đặc biệt lắm. Thì biết rằng nè, còn 15 phút nữa nghe. Thấy bà niệm tự nhiên bà ngước mặt bà nhìn. Mình là, mình thấy bà nhìn mình cũng... mình nhìn theo, mình nói trong bụng trời, cái bà này bà cảm với Phật, bà thấy Phật. Mình nhìn theo biết đâu mình cũng thấy đường sao. Mình cố gắng mình nhìn theo, mình nhìn lên, mình nhìn theo. Thấy tội nghiệp, thấy ghê. Xong cái bà nhìn xuống, cái mình nhìn xuống.
ngồi kế bên phải làm sao làm theo vậy à. Mà nói cái người mà ta giảng sanh thôi mình làm theo người ta cho nó chắc, không mình là cái tính vậy đó, người ta giảng sanh mình làm theo, mình làm theo người giảng sanh chứ chưa, mà mình làm theo mình duy trì mình thôi chứ có gì đâu, có hại gì đâu. Thì vị biết rằng là xong cái đầu khoảng 5 giờ 20 cái tự nhiên bà đang ngồi vậy, tự mới chuyển mình mới quay qua một bên, cái bà đưa tay mới làm nè, trầu ô nhận ngôn với mấy thầy mấy chú, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trầu ô lúc đó bị viết nhất tâm bất loạn luôn. Ông nhận ngôn nói khi xong hết, ông nhận ngôn nói vậy nè, không dám chớp mắt luôn. Con mắt gì nè, không dám chớp. Tại vì sao? Trời ơi, cái cảnh giới lúc này không dám chớp mắt. Nó chắc chắn rồi, bà này bà chào rồi, trời ơi bà chào rồi, mình ngồi kế bên nghe mình nghe, A Di Đà Phật. Cảm giác mình, mà cái cảm giác mà nghĩ người ta niệm Phật, người ta giảng sanh, cái việc trụ trong lòng mình nó tha thiết, mà nó mừng, mà nó cảm động, mà nó mừng sao á. Mà cái này là chưa giảng sanh đó, mà mình mừng cho người ta giảng sanh á, mà trong lòng của mình nghĩ là có một người giảng sanh vậy, làm cho Phật pháp nó thịnh vượng, làm cho tịnh độ người ta tin thêm, mình mừng, mừng dữ lắm quý vị. Mình làm gì người ta mà. Thì quý vị biết rằng là 5:30 luôn, 5:30 luôn, nhà Đức thấy bà vẫn ngồi, nó trời sao kỳ thế, sao 5:30 rồi sao chưa đi, bước vô rồi đi sao mà chào rồi mà nãy giờ cái 10 phút rồi mà sao chịu đi, trong bộ rồi đó vậy nghe. Xong cái mình nói chắc là Phật kẹt xe hay gì đấy, đường xá đây nó kẹt dữ lắm, chắc bây giờ chúng sanh trong mùa dịch nó chết nhiều lắm, nên quán khí cũng đầy, nên chắc Phật cũng kẹt nên kẹt. Thông cảm, mình cố gắng thêm 10 phút được, bắt đầu cố gắng A Di Đà Phật, thêm 10 phút nó nhìn trợ 10 phút luôn rồi mà sao bà vẫn ngồi quậy trợ. Xong cái 10 tới còn 15 phút nữa là 6 giờ, cái đầu tự nhiên bà kêu mấy cô cho bà nằm xuống, bà nằm xuống cái bà nằm cái kiểu mà giống như nằm giống Phật nằm á, bà nằm ngon lắm. Cái mấy cô thấy bà nằm xuống, cái lấy cái bình quang minh chảy lên cái trong bụng mình, nói chắc chắn bà nằm đi. Nằm đi, niệm thêm tới 6 giờ bà vẫn nằm bình thường. Nói, thôi không được, không ổn, thôi kêu Nhận ăn hồi hướng đi, đói bụng rồi ra ăn cơm. Vậy đứng ra vậy đứng ăn cơm luôn. Nói vị biết rằng đó, con thấy chưa, đó là gì? Bệnh đau khổ quá mà không chịu giả bệnh đau. Kinh nghiệm nghe chưa? Chồng chửi chồng đánh, vợ chửi vợ đánh, con cái bất hiếu, nợ mà không trả, muốn ngồi 2-3 ngày 2-3 đêm để mà niệm Phật, Phật rước đi con khổ quá Phật ơi. Quỳ trước Phật than thở, con khổ quá, sao Phật không rước con, bộ Phật không thương con sao Phật, sao Phật không rước con đi, con khổ quá. Rồi khóc lóc kêu gào, từ cái tâm đó mà cảm cảnh ma. Quý vị phải nhớ Phật đạo không có cái chuyện bị khóc mà đến, mà dùng tâm cảm tâm để mà đến, dùng nguyện cảm nguyện mà đến, chứ không phải là khóc lóc than thở mà đến. Còn cái khóc lóc than thở là khổ đau, là ma, nên ma đến. Thấy chưa? Phải nhớ nghe quý vị, không có được ép sát, không có được mà gọi là giọng cảnh, mà phát lòng tin niệm Phật, Phật rước. Từ 30 tuổi gặp tịnh độ là niệm tới khi thọ mạng đến. Niệm 5 năm, niệm 10 năm, niệm 20 năm, niệm 30 năm, cứ lúc nào cũng tin. Con cứ niệm, con tin Phật rước, nhất định một ngày nào Phật sẽ đến rước. Luôn luôn nuôi cái tâm con niệm Phật, con tin Phật rước, nhất định Phật sẽ đến rước. Nếu như Phật đến rước sớm thì tốt, Phật đến rước dễ cũng tốt. Con sống một ngày, con sống vui một ngày, sống tốt một ngày,
biết niệm Phật rồi, vui rồi, vậy thì sống bao lâu cũng được, chừng nào Phật rước thì con đi. An tâm vô cùng. Còn lỡ bị ung thư, bị bệnh gì đó, ví dụ như Đức đi, bản thân mình dù là tu hành hướng dẫn đó tu, nhưng mình cũng sẽ bị bệnh thôi, chứ làm gì mình không bị bệnh. Quý vị công nhận không? Ai cũng bị bệnh hết trơn á, người tu hay người không tu gì cũng bệnh hết trơn á. Nhưng mà cái người biết tu của mình bị bệnh nó khác cái người không tu. Chúng ta ngày xưa chưa tu, mình bị bệnh mình than van buồn phiền khóc lóc. Nhưng bây giờ mình bệnh, mình lại hiểu cái việc trả nợ, nên mình không có than van. Hoặc là nhà nghèo mà con cái ngỗ nghịch bất hiếu, nhà nghèo mà còn bệnh đau, mình không có than thân trách phận rằng tại sao tôi làm ác gì mà nhà tôi như vậy như vậy. Mình biết tu mình đâu có nói gì nữa đâu. Bệnh đau khổ chuyện này chuyện kia mình cũng bị, nhưng mà mình không giống như ngày xưa mình không biết tu. Mình biết tu rồi nên mình rất vui để trả phước cho rồi. Cái chuyện chồng con vợ con gì hay người ta gạt gẫm gì mình luôn luôn vui trả phước cho rồi. Đó là cái việc lợi ích cực kỳ lớn của người biết tu. Người biết tu nên vui trả nợ. Nên Ấn Tổ ngày nói câu đầu tiên là gì? Tin sâu nhân quả, tính nguyện trì danh, rồi mới cầu sanh cực lạc. Đó. Nên á, mỗi một người chúng ta đó phải nhớ chỗ này. Như hòa thượng của mình, hòa thượng mình bây giờ ở đây nè, thí dụ như ngài là trưởng ban di sự, ngài thích pháp môn Tịnh Độ lắm đó, nhưng mà để á, hoàn toàn công khai cái chuyện để tán thán Tịnh Độ, để khuyên nhủ người niệm Phật khó lắm. Quý vị phải hiểu nguyên lý này khó lắm. Tại vì trong trăm ngàn người có một, quý vị làm chung với họ, quý vị dám không? Không đâu, hiểu chưa? Tịnh độ là pháp khó tin. Chỉ có cái người không dính dáng cái gì mới là tán thán thoải mái được thôi. Nếu như cái người đã dính dáng vào chùa chiền hoặc dính dáng vào cương vị thì khó lắm. Người ta không có chấp nhận quý vị như vậy. Thí dụ như quý vị cùng chơi với 50 thằng bạn mà 49 thằng nhậu, quý vị không nhậu cũng khó lắm quý vị à. Quý vị không nhậu thì chỉ có một cách là quý vị đi ra khỏi 49 thằng này, hiểu chưa? Nếu như quý vị muốn ở trong chỗ 49 thằng này thì ít gì quý vị cũng làm vài ly, hiểu chưa? Nói gì quý vị mở rộng ra chút đi, quý vị sẽ hiểu à. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng rất thích Tịnh Độ, nhưng mà để công khai nói thẳng Tịnh Độ thì không có nói được. Nhưng bây giờ có người đệ tử xuất hiện, nó khuyên người ta tu, thôi mình tạo điều kiện cho nó để nó khuyên người ta tu, như nó thế cái nguyện của mình, thì ai làm cũng được, miễn lợi ích là mừng rồi, hiểu chưa? Cái nguyên lý này phải hiểu đó. Nên từ nơi đó quý vị thà không biết nhiều mà quý vị chuyên niệm Phật còn hay hơn, còn hơn quý vị biết tùm lum mà quý vị không niệm Phật. Nên những đức bây giờ rất chú trọng cái việc là gia đình quý vị có ngôi tam bảo. Đây là cái tâm của những đức rất là mong. Trong cái cuộc đời mình hành đạo không biết tới chừng nào, những đức không biết, nhưng những đức rất mong muốn rằng mình làm cái gì đó trong cái thời gian của mình được tiện lợi hành đạo này, những đức phải làm một cái gì đó đến với quý vị. Đó là cái việc làm mà là những đức đưa lên một phương pháp tu, rồi những đức chia sẻ Tịnh Độ chuyên nhất, và những đức hướng dẫn quý vị tại gia có ngôi tam bảo, và gia đình quý vị đều có phòng hộ niệm, có biết hộ niệm hết luôn. Nhà có một cái lo, nhà quý vị có một cái lo thờ khóa tu, mình bấm lên là âm thanh nó hay. Rồi có cái thẻ mà điệu hộ niệm, lỡ trong nhà có người lớn tuổi hay người yếu này kia thì trong nhà mình hộ niệm luôn. Cái phòng hộ niệm mình là cái gì? Là cái chánh điện mình tu, hiểu chưa? Cái chánh điện mà thờ Phật á, mình tu á, là cái phòng hộ niệm luôn. Rồi mỗi ngày trong đó mình có thể nghe pháp cũng được, hoặc đi làm về mình ngồi mình niệm Phật, mình nhìn Phật cũng thấy vui vô cùng. Đó, đó là để làm chi quý vị biết không? Để cho sau này á, cỡ nào quý vị cũng ở nhà mình mà tu được. Mà những điều mình chia sẻ như nè là quý vị phải nhớ. Tại vì những đức từ khi gặp pháp môn niệm Phật tới bây giờ, những đức thấy rằng
mình áp dụng rất là đơn giản nhưng mà nó lại có cái thành quả. Rất là đơn giản nhưng mà lạ thay nó có cái thành quả, là nhờ tin Phật, niệm Phật mà thôi, chứ không có làm gì chân á. Nói thì rất là đơn giản, nên chư tổ sư nói hành đạo đơn giản, nói lời đơn giản, tự nhiên hiểu pháp. Có nghĩa là những điều đơn giản mà tự nhiên hiểu pháp tịnh độ này, mà nó lợi ích cực kỳ lớn khi hành cái pháp tịnh độ này luôn. Mà đã được lợi ích lớn rồi thì quý vị sẽ cảm giác rằng đúng là cái pháp tịnh độ này đặc biệt. Nên cái gia đạo quý vị á, mà có thờ ngôi Tam Bảo, quý vị khi niệm Phật lễ Phật á, dạy cho con cháu niệm Phật lễ Phật để nó nói ngôi quý vị, thì gia đạo bị thịnh, Phật pháp thịnh. Bây giờ con cháu nó nhỏ xíu à, quý vị tu, quý vị kêu nó vô tu, bắt nó tu, nó thành quen luôn. Nít chập chởn mới biết nói chuyện mà dạy niệm Phật là niệm Phật luôn à, hiểu chưa? Đó, phước lớn vô cùng. Rồi tự nhiên gia đạo từ từ đều biết tu. Đời mình qua, đời con cháu mình tiếp nối Iran biết tu luôn. Nên những đức nói rằng đây là gia đạo thịnh vượng, Phật pháp thịnh vượng đó. Nên cái điểm này mới là điểm đặc biệt mà chính quý vị là người đi đến đây á, là phải làm sao mà gia đình mình phải có ngôi Tam Bảo, rồi có cái tờ khóa tu tại gia của nhà mình. Nên á, chùa mình từng nào bây giờ thì những đức cũng đặt được 50 bộ tượng Phật Tam Thánh. Lúc trước thì cứ tặng một pho thôi, có khi người ta đến, vài bữa nó mới đến. Cái tự nhiên tại vì người ta thờ có một pho tượng, bây giờ thôi mình tính nè, thôi đặt luôn nguyên bộ Tam Thánh luôn đi. Ai thỉnh thì được bộ luôn. Còn nếu nhà ai mà có một pho tượng Đại Thế Chí thôi đem đến đây đi. Thỉnh nguyên bộ này về đem pho tượng lại đây. Hoặc ai có một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mình thì cứ thỉnh bộ đi, rồi bữa sau, tuần sau đến đem lại đây. Cái mình gáp gáp vô mình thành bộ, mình đưa cho người ta nguyên bộ luôn, còn mình có một bộ. Chứ mình chờ mình lãnh ba lần sao nó lâu quá, hiểu không? Đó 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 là mình thỉnh luôn một bộ luôn. Nó rồi những đức đang đặt 1000 bộ ngay lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm. Bữa nay 30 rồi, nó còn có 17 ngày nữa à, nghe chưa? Chuẩn bị chân cẳng đi. Đó, chuẩn bị đi. Ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm năm nay chúng ta lễ tới 2000 lại, tới 2000 lại nè, 4 ngày. Thì ngày 18 là chúng ta lễ bên Đại Tùng Lâm, ngày 19, 20, 21 là ở bên Hộ Pháp 3 ngày luôn. Bên Hộ Pháp 3 ngày luôn á, thì tới đó quý vị sẽ có chỗ ở tương đối. Thì trước nhất phòng ốc xong hết, Phan nó sắp cái cụ thường trụ là để cho vừa lễ lọc xong hết trơn. Thì chắc là lễ với Bồ Tát Quán Thế Âm là những khu nhà xong hết đó quý vị. Nhà ăn đồ xong hết luôn, riêng chùa Hộ Pháp chúng ta là xong. Bữa nay gần xong hết rồi, cố gắng trong vòng nửa tháng này mình sẽ làm cực lực để cho nó xong, xong hết cho gọn hết. Thì tương đối 3 ngày mình cũng có chỗ ở đó, chỗ ở quý vị về quý vị ở đó. Còn những người mình sắp xếp trước á, mình sắp xếp được, ví dụ như mình cũng quen ở đây á, thì 4 ngày mà cũng không đơn giản đó quý vị. Thì quý vị sắp xếp nghỉ trước 1 ngày cũng được. Mình đến đây đi, những đứa sắp quý vị vô cái bang. Nữ thì mình phụ bên nữ, chiều mình lại 500 danh hiệu. Nam thì phụ bên nam. Thực sự mà nói thì đây cũng như nhà mình vậy đó. Nhà mình thì ít người, thì đông người mình hỗ trợ chung tay, hiểu không? Thật sự mà nói cuộc đời mình nó lam lũ cả đời, làm việc kiếm tiền cả đời, chúng ta không cầm theo được. Có cơ hội mà tạo để cầm theo sao không cố gắng. Cái này là làm việc cho công chúng mà, chứ bản thân những đức cũng lợi ích gì đâu. Mình tu hành một địa điểm chính thôi, chứ đâu có nói gì vật chất. Nên ví dụ như lễ lọc mà ở đây những đức nói chỉ cần Phật gia hộ trang trải đủ thôi, còn tiền dư đem đưa vào thượng xây dựng hết trơn. Những đức không có nghĩ tới cái chuyện đó. Nên từ nơi đó quý vị sắp xếp được á, thì những đức báo trước với quý vị sắp xếp đi. Lỡ nghỉ 4 ngày rồi chúng ta xin nghỉ tần phức cho rồi. Sợ gì? Chúng ta niệm Phật niệm Bồ Tát mà,
đi tu mà về có bị đuổi việc làm cũng vui. Thì vì đừng có sợ đói, không có đói đâu, đừng có sợ, không có đói đâu, 100% luôn, không có đói. Quý vị mà thật sự tin Phật Bồ Tát không có đói đâu, chắc chắn luôn. Những đức muốn kêu quý vị đem tiền bạc đi xả hết trơn không phải, mà những đức nói quý vị làm việc cho Phật Bồ Tát là không có đói đâu, đừng có sợ, yên tâm. À, mình vì Phật Bồ Tát mà mình dù có bị thiệt thòi cái gì mình cũng vui nữa. Vì ông chủ đại năng lực, ông chủ đại năng lực mà vì tin ông chủ đó sao ông chủ bỏ quý vị, yên tâm. Ví dụ như vì tin những đức quý vị còn sợ, tại vì con người này chưa đủ năng lực hoàn toàn như Phật, có khi đụng chuyện nó chạy mắt dép làm sao. Nhưng mà cái này là chúng ta đang làm việc cho Phật, chứ không phải làm việc cho hòa thượng hay làm việc cho những đức, nhớ chưa. Nên những đức nói rằng là tất cả những người dù là Phật tử chùa nào hay đệ tử của ai, chương trình này cũng có quyền để tu, không có sợ cái chuyện ai buồn trách hết trơn. Tại vì cái chương trình này là cái chương trình chúng ta cùng tu phước duyên, chứ những đức có nói với vị là đệ tử của chùa này hoặc Phật tử chùa này gì hết, mà ai cũng có quyền này, đều đi đến tu được. Vì là vì như thế nào? Vì đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, ít có ai tổ chức 2000 lại cho vị lại, đúng không? Từ xưa giờ vị có thấy ai tổ chức 2000 lại không? 1500 lại đó không có, chỉ có khùng khùng điên điên những đức mới làm thôi. Mình mà nói thiệt, mà chỉ khùng khùng điên điên như mình mới làm thôi. Nói khùng khùng điên điên, nhưng mà khùng khùng điên điên sao mà tổ chức cho người ta lại Bồ Tát, hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó thì cứ nói đại đi, tại vì không ai làm nên khùng khùng điên điên mới làm. Không ai làm mà thì mình nói khùng khùng điên điên mới làm. Nó thì bây giờ người ta nói rằng 2000 lại lại chi lại cho mày chết cái gì vậy? Tao cũng muốn chết đó, là gì cực lạc á, được không? Đúng không? Cái khùng khùng điên điên thì nói chuyện thẳng thẳng vậy đó, hiểu không? Mà nó tự tại lắm nghe, nó nói theo cái tâm ý mình nó thoải mái lắm, nó không có bẻ mồm bẻ miệng. Nó nói mà ngoài cái điều của mình là nó thấy nặng này cái tâm lắm. Nên những đức nói với vị nghe, những đức rất là thoải mái. Vì những đức càng tu rồi cái lời nói những đức nó ra một cái lời nói thô cũng có mà dịu cũng có, đầy đủ hết luôn. Nó tùy theo cái tâm những đức để nói đó. Những đức không cần thiết những đức phải bẻ mồm bẻ miệng gì hết trơn á. À, những đức nói vậy đó mà người ta nghe được đó, mà phải hữu duyên nghe, hữu duyên nó thì nghe là thấy nó có cảm giác liền. Nên những đức nói với vị nghe là càng tu thì phải càng là mình đi, nhớ này quan trọng nè, càng tu phải càng là mình đi. Là câu này câu gì? Câu này mở rộng trong Phật pháp ra, càng tu là mình đi là ý nói càng tu nên phát tự tánh đi là thật đó, tự tánh là thật đó, đó. Càng tu nên phát tự tánh đi, tự tánh hoàn toàn thật, tự tánh là nói thật hết, nó không có cái chuyện bẻ mồm bẻ miệng xạo sự. Nó nên á, chúng ta ở đây á, mình gặp nhau quý vị trong cái cuộc đời này gì là mừng lắm rồi. Trong cái thời cuộc mà đại lão hòa thượng Tịnh Không này nói Phật pháp mà nó si đến mức si tuột dốc, nhìn thì nhiều người tu vậy đó, nhưng để mà người tu mà cầu giải thoát thì hiếm quá. Việc đi tìm hiểu hết đi, đi kiếm đi. Có thể chương trình người ta ào 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 ào, nhưng mà nói để mà người tinh tịnh độ mà để cầu giải thoát thì không có đâu, hiểu chưa? Ít lắm, ít lắm. Từ nơi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã chỉ điểm à. Thờ Phật pháp, mạt pháp nhiều người tu nhưng không có người nào thành tựu chứ. Là ý ngài nói đó, là bỏ tịnh độ thì không ai thành tựu chứ. Duy chỉ có người niệm Phật tín nguyện kiên cố thì đời này mới thành tựu. Mà giảng sanh là thành tựu, giảng sanh là chứng quả. Còn các pháp khác tu thì phải đạt đến sự thành tựu gì? Chứng quả, minh tâm kiến tánh thành Phật thì gọi là thành tựu. Còn tịnh độ thì chúng ta diệt cực lạc là chứng quả, là thành tựu. Cái chỗ này đặc biệt vô cùng mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ rồi, chỉ điểm rồi, đã chỉ điểm rõ ràng rồi thì chúng ta phải rèn mình, phải tin lời Phật. Phật mà không tin, tin ai trời? Lời Phật mà không chịu tin, đi tin ai? Nên bây giờ quý vị coi, bây giờ Phật nói mà mình không tin, mình tin một con người tu dù là nhiều chục năm đi chăng nữa mà họ đâu có tin tịnh độ đâu mà mình tin họ, hiểu không?
Bây giờ họ nói rằng họ tổ chức bao nhiêu chương trình người ta niệm Phật. Nhưng xin thưa quý vị, dù tổ chức bao nhiêu chương trình cho người ta niệm Phật đi chăng nữa cũng danh lợi nữa. Nói đây không phải nói ai hết á, mà cả tổ chức đông người cũng danh lợi luôn. Nên mới nói là si pháp. Nếu thịnh pháp thì làm gì có chuyện như vậy. Nếu như thịnh pháp thì hoàn toàn bị tổ chức cho người ta tu, nó không có danh lợi là thịnh pháp. Nhưng mà cả xây chùa tổ chức tu đông người cũng là danh lợi luôn, nên mới là si pháp. Quý vị nhìn thì thấy vậy đó, nhưng thật sự là si pháp, nó không có thịnh pháp. Nếu như tất cả những người ngồi đây mà nghe Phật pháp, mà nghe tịnh độ, mà tin riu riu, tin 100% về nhà mà áp dụng vào gia đình mình, nghèo sống được vui trong hoàn cảnh nghèo, giàu sống vui trong hoàn cảnh giàu, đẹp sống vui trong hoàn cảnh đẹp, mà xấu sống vui trong hoàn cảnh xấu, bệnh hoạn hay khỏe mạnh đều sống vui trong hoàn cảnh đó, thì đây gọi là thịnh pháp. Nhưng nếu quý vị nghe gì rồi mà về nhà thì bắt đầu là mình đổi 180 độ lên hết, mình lang thang tứ tung lang tang, thì quý vị thôi, dù khô cuống họng người ta cũng đấu làm. Thì từ nó đó gọi là si pháp. Thịnh pháp là chân thật hành trì là thịnh pháp. Người tu không sợ chết, mục tiêu của mình là cầu sanh cực lạc là thịnh pháp. Tại vì sao mình không sợ chết? Con kiến mà nó còn muốn sống với con người mà không sợ chết. Nhưng vì sao mình không sợ chết? Vì hiểu sớm muộn cũng chết mà sợ cái gì, sớm muộn cũng bệnh mà sợ cái gì, sớm muộn cũng già mà sợ cái gì. Những điều này là quy luật tự nhiên sẽ đến với mình, thì không cần phải sợ. Vì sợ thì nó cũng đến, không sợ thì nó cũng đến. Thà chúng ta sống bình thường, lúc nào nó đến thì chúng ta niệm Phật đi về cực lạc. Đặc biệt quá à, nói từng câu từng chữ rót vào nhĩ căn mình luôn, nói từng câu từng chữ luôn á, quý vị nghe quý vị có thể nhận thức được. Nó nên cả chùa đông gì mà người ta vui là nhờ cái gì? Tin. Tin pháp môn niệm Phật, chân thật niệm Phật. Nó nên chùa của mình bữa nay có đống mít nó bự lắm quý vị. Con nghiệp người ta ghê. Biết mít đâu mà người ta chặt cái gì mà mít trái cũng còn non. Mà sao người ta không để già người ta đem đây ta? Chắc ta dọn giường hay sao mình không biết, thấy không? Dọn giường hay sao? Chở nguyên xe mít đến tới chùa. Từ xa chở tới, không lẽ giờ kêu nó chở ở đâu vậy? Thấy còn nghiệp ghê. Chở xong cái bỏ xuống nguyên đóng một chút, cái chở thêm đóng nữa. Nói cho bụng bây giờ không biết kêu ta chở đi đâu trời. Thôi để xuống đại đi. Nên mít thì cũng làm được nhiều món chay lắm quý vị. Mấy bà làm cho gia đình ăn. Trái mít mấy bà cắt ra một khúc, mấy bà luộc. Luộc xong á, bóp rỏi, đậu phộng, rau răm, xé xé ra, bóp và ớp đồ cho nó ngon ngon một chút. Ăn chay cũng ngon lắm á, biết làm cũng ngon lắm á nha. Rồi luộc xong, chiên lại. Chiên lại miếng 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 á, cái kho với nước dừa. Kho ngon lắm, kho rượu á, để nước cho ít, niêm đồ, muối đường bột ngọt, nước mắm đồ vô cho nó ngon. Rồi bắt đầu là niêm cho có hậu ngọt ngọt, mặn mặn một chút. Bắt đầu kho miếng mít cho nó mềm luôn, mềm nhũng luôn vậy đó. Gắp miếng mít nào ăn ngon miếng mít nấy à. Mà mít nó nước nó chảy ra, nước kẹo kẹo ngon vậy lắm. Còn mấy bà không biết kho, mấy bà kho mà linh bình nước không có ngon. Kho nước dừa dừa thôi, thấy không? Kho nước dừa dừa thôi. Nó mình á, lấy một số nấm á, mình sẽ xé ra. Cái bắt đầu là mình phi với dầu cho nó thơm nấm. Giống như mình phi tỏi á, hiểu chưa? Phi cho thơm. Phi xong mình đổ miếng nước dừa vô, cái mình bỏ, mình phi, mình ấy miếng nước màu bỏ vô cho nó có màu như kho tàu á, thấy không? Mình niêm niếm rồi cho đàng hoàng, cái mình kho lửa riu riu. Đầu tiên mình cho lửa nó sôi lên, cái mình bớt lửa hoàn toàn lại hết. Cái cho nó riu 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 từ từ thôi. Cái nước mít nó chảy ra nó kẹo, ngon dữ lắm. Nghe mà thấy chảy nước miếng luôn thấy chưa? Đó. Cho mít mà còn chỉ làm nữa. Giống như đi đến đây phải chỉ phương pháp tu, thấy không? Đó cũng là một phương pháp đó quý vị. Nó rồi thấy chưa, một món mít kho và một món mít bắp gỏi. Em mít bắp gỏi thì quý vị chiên thêm miếng đậu hũ.
cắt sợ nhỏ nhỏ hơn ngón tay út một chút, sợ sợ, nhưng ngón tay út nó chẻ làm hai cái miếng đậu hũ á, khi trộn với đậu phộng mình dập 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 nó một chút xíu mà đừng hoàn toàn diễn hết nha, còn hột đậu phộng á, rồi bắt đầu là rau răm cắt nhuyễn trộn với mít đó đó, mít xé ra, mà khi luộc nó luộc mít cho nó chín rồi xé ra, rồi bắt đầu mình trộn chung, mình ướp đồ đàng hoàng, gắt đậu phộng lên, gắt đậu phộng lên này kia, cái mình chiên miếng đậu hũ mình cắt sợ á, sợ mình trộn chung với nhau, mình làm cho nó nhìn thẩm mỹ mà, bỏ ra cái dĩa trầu thấy mê. Thấy không? Nó chút á, ăn cơm xong á, mỏi bà vác về trái mít giùm, bà chuyển đồ vác hai trái đi, mấy bà trưởng đoàn hôm nay chuyển đồ về thư đồ làm bà hai trái đem về nắp nách bên gần chắc. Về chồng nói đi đâu hôm nay, đi chùa nắp mấy trái mít đồ dữ, hôm nay thầy cho, thầy nói ông không chịu đi chùa, không chịu đi niệm Phật, thầy kêu đem mít về cho ông ăn để ông đi vô đây niệm Phật. Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó kệ, mình đem gì mình làm đi, cũng là của Tam Bảo đó, người ta đem vô đây là thành Tam Bảo rồi, mà mình đem cái của Tam Bảo này về mình cho gia đình mình ăn, nó gieo duyên được Tam Bảo. Thấy không? Nên những đức từng nói rằng nếu kêu những đức thiếu nợ chồng vợ con, thà những đức thiếu nợ Tam Bảo, thiếu nợ Tam Bảo thì mình vô ngôi Tam Bảo mình nợ. Giống như có câu chuyện ngày Tiên Hóa ngày kể, mà đời trước có một con trâu cài ruộng cho chùa, vậy mà con trâu đó khi nó chết đi, vậy mà đời sau nó là vị tăng trong chùa. Khi vị tăng này đang ngồi thiền, nhập sâu thiền định một chút, thì tự nhiên cái túc nghiệp của con trâu nó nổi máu lên, cái tự nhiên ông ngọn la lên quá trời luôn. Thì chỉ có ngày Tiên Hóa ngày biết được đời trước là con trâu. Thấy không? Thấy chưa? Cài ruộng trong chùa mà đời sau làm thầy chùa. Nên từ nơi đó mình thiếu nợ Tam Bảo, đời sau ở trong Tam Bảo. Ý nói là người không biết tu đời sau nó cũng dính trong Tam Bảo luôn. Còn mình là biết tu, đời sau mình không có mong ở trong Tam Bảo mà mình ở Cực Lạc. Mình ở Cực Lạc rồi mình xuống Tam Bảo cũng được, đúng không? Đó, nó phải như vậy đó. Nhưng mà cái đặc biệt nhất đi đến chùa mình là nó thoải mái nhất, quý vị đừng có bận tâm cái chuyện nó nợ nặng. Không những đứa tu hành viết, những đứa không có thích nói những cái câu nợ nặng, không thích nói câu đó, không thích dùng những văn tự mà có phiền phức. Không thích dùng những văn tự đó nữa. Tại sao chúng ta không dùng những văn tự cho nó tự tại như Cực Lạc, rồi cười, rồi vui, rồi sống làm sao cho thoải mái ngày nay? Tại sao mình không dùng những văn tự cho nó thấy nó thích thú quý vị, mà chúng ta đi dùng những văn tự tiêu cực chi à? Không, chúng ta đừng nên dùng những văn tự tiêu cực chi cho nó nặng nề. Dù là con người này họ có tạo nghiệp nặng cỡ nào, họ ác cỡ nào, nhưng mà họ gặp mình cái là họ thấy họ nhẹ nhàng. Là vì sao? Mình nói ông là Phật, tao là đạo đâm nè Phật. Đạo đâm cũng làm Phật được nữa đó. Nó trong thời Đức Phật còn tại thế, thấy không? Vô não đạo đâm chứ gì. Mà đạo đâm thứ thật, nó giết bao nhiêu người thế chứ. Mà gặp Phật mà quay đầu cũng làm Phật. Tại tự tánh làm Phật, tại phàm không giảm, tại thánh không tăng. Con người có thể quay đầu là làm Phật được, ai cũng có cơ hội. Còn gặp tịnh độ này, trời ơi, gặp tịnh độ này cơ hội càng lớn. Nên cái người mà quá thai bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng mà gặp tịnh độ này là có cơ hội làm Phật rồi đó. Còn nếu như mà không làm Phật thì chuẩn bị đi làm ma đi, mấy bà phá thai, thấy không? Chắc chắn địa ngục đang chờ mấy bà. Nếu như mấy bà mà không niệm Phật là địa ngục đang chờ mấy bà là chắc chắn. Nó cỡ ngộ đạt quốc sư mà giết lầm một người còn đeo theo mười đời kìa. Chứ không chi là chúng ta yếu kém như mình. Mình là không phải nó theo mười đời, mà chỉ có đời này là nó nhặn mình xuống với tam đồ rồi. Nên chúng ta nói những người mang nghiệp phá thai, sát sanh hại vật, bất hiếu với cha mẹ, tham lam trộm cắp, chúng ta đang đợi xuống địa ngục đi. Nếu như chúng ta không niệm Phật, nếu như chúng ta không gây dựng cái tâm niệm Phật, thì chúng ta chuẩn bị đi xuống địa ngục đi, chắc chắn luôn.
Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không còn tại thế, ngài nói một câu gì nè: bạn niệm Phật mà không về Cực Lạc là bạn đi xuống tam đồ. Ngài nói một câu gì để cho chúng ta quyết chí là phải niệm Phật đi về Cực Lạc. Chỉ có niệm Phật đi về Cực Lạc thôi. Nên mình mà gặp được Phật Pháp, mình nói hoài chỗ này, nói hoài chỗ này để mà nó nuôi cái tâm này mới được. Nuôi cái tâm này cho cực mạnh lên. Mà con người thật sự muốn về Cực Lạc rồi thì thật sự mình nói, nó không có muốn hơn thua giành giật cái gì với ai nữa chứ, mà gan nữa. Con người mà muốn về Cực Lạc gan. Bây giờ tất cả các cô đây thật sự muốn về Cực Lạc không? Nếu mấy cô mà thật sự muốn về Cực Lạc là mấy cô rất là gan, gan lắm. Lúc trước mà chồng nói này nói kia không dám trả lời. Như vậy mà bây giờ nó nói câu gì không phải là trả lời liền đó, mà trả lời rất đàng hoàng, trả lời không có hổ, trả lời đàng hoàng, nó trả lời đúng. Còn cái việc gì cần nói là nói thẳng. Tại vì sao? Vì không có cái dối tâm mình nữa, thẳng thắn, hiểu chưa? Nên gan. Thêm cái nữa là gì? Đã là chết còn không sợ mà sợ gì đói. Nó con không sợ chết tại con sợ đói. Trời ơi, tầm bậy. Chết mà con không sợ nó sợ đói gì? Chết mà con không sợ mà sợ nghèo gì? Chết mà còn không sợ nó sợ xấu gì? Nên chúng ta đã không còn sợ nữa. Vì sao? Vì chúng ta chỉ muốn về Cực Lạc thôi. Đã là muốn về Cực Lạc thôi thì tự nhiên mình không còn sợ gì nữa chứ. Mà không còn sợ không phải là đi làm ác nghe chưa, mà không còn sợ mà mình lo niệm Phật. Những cái thứ kia không buộc ràng được mình. Vậy thì quý vị đúng rồi đó. Cái tâm đó lúc đó thì tự nhiên vị sẽ an lạc liền. Nên có một câu nè: làm ít niệm Phật nhiều nhưng lại thịnh, làm nhiều không niệm Phật nhưng lại si. Đó. Vì thí nghiệm thử đi thì sẽ thấy có khi làm bao nhiêu chục năm luôn mà không thịnh. Thử đi, niệm Phật nhiều đi, rồi thả lỏng tâm tư thoải mái đi, rồi chân thật niệm Phật, dưỡng tâm, dưỡng tâm an lạc lại, thay đổi lại cảnh giới của nội tâm lại, thời gian thịnh liền, thịnh phước. Còn khi cấm đầu cấm cổ làm cho nhiều mà không niệm Phật, xì. Vì cấm cổ cấm đầu mà không niệm Phật thì tâm thô chí thiện, phước giảm tối đa. Phước đã giảm rồi sao thịnh, hiểu chưa? Nên cái người mà hiện tại mà nghe tịnh độ này nè, mà gia đạo có cơm ăn áo bận, đừng cần làm cho giàu nữa. Đừng cần làm cho giàu nữa. Có tiền thì bố thí cúng dường chút đỉnh, còn nhiêu tiền để xài la rai thôi. Xài rồi có cuộc sống ổn định, rồi cứ dưỡng tâm. Rồi bị coi nè, lạ lắm, không biết làm sao nữa. Lâu lâu tự nhiên cái có mối gì đó người ta lỡ rủ quý vị, bỏ nhẹ vô một cái lên liền. Lâu lâu bỏ nhẹ vô một cái lên liền. Nó rất là lạ. Nhưng mà lúc trước làm cấm đầu cấm cổ mà không lên. Tại vì sao? Vì không niệm Phật nên cái tâm tham nó nặng quá. Mà tâm tham nó phát triển quá mạnh á thì phước mình hoàn toàn giảm hết. Vì tâm tham là quả báo của nghèo nàn, nên phước hoàn toàn nó giảm rồi sao thịnh vượng đây. Còn cái tâm mà khi nó giảm tham thì phước báo nó tăng lên. Mà phước báo nó tăng lên thì gia đạo thịnh vượng. Cái này là 100% luôn. Chùa của mình đó quý vị, những đức đó nghe, đưa lên cái tiêu chuẩn của chùa mình làm việc gì nè. Nếu mà những đức hoàn toàn mà sắp xếp là chùa mình làm việc gì nè quý vị: sáng tu xong ăn cơm 6 giờ, nói chuyện khoảng 7 giờ, 7 giờ xong thì thay đồ đồ này kia, tưới cây hay làm gì làm, 9:30 phải nghỉ. Thì coi làm có bao nhiêu thời gian đâu, ít lắm, 9:30 nghỉ à. Nghỉ về tắm đồ này kia, thay đồ đồ này kia, rồi ngồi chơi một chút xuống ăn cơm. Ăn cơm xong rồi ai rửa chén, rửa chén, ai dọn dẹp xong rồi những người nam nghỉ, nghỉ niệm Phật cái gì chút đi ngủ. Ngủ giấc 1 giờ rưỡi thức, rồi bắt đầu là cái việc gì đó làm buổi chiều, không làm thì đi niệm Phật. Rồi làm buổi chiều là thường chùa mình 3:30 ăn cơm thì nhất định 3 giờ phải nghỉ. Thì coi từ 1:30 tới 3 giờ có 1:30 à. Rồi bắt đầu là ăn cơm xong chân tắm, rồi bắt đầu nghỉ ngơi niệm Phật rồi lại ra dưỡng tâm. Những đức bắt là phải dưỡng tâm mình cho nó thoải mái, hiểu không? Dưỡng tâm thoải mái quan trọng nhất. Ít sân si, ít đụng chạm.
Vậy đó quý vị. Còn những đức thì công việc của mình thì lấy ra vậy thôi. Vậy đó mà có thể cuộc sống ổn định 1.200 người, mà còn có tiền đưa cho Hòa Thượng xây dựng chùa gì. Rồi ổn định quý vị về đây, quý vị thấy chùa mình đâu có bao giờ thiếu gạo đâu, đúng không? Từ khi bị biết ở đây tới giờ có bao giờ vì thấy đây thiếu gạo không? Không, nó không bao giờ thiếu gạo luôn. Thì những đức tin 100% cái câu này rõ ràng luôn nè. Làm ít niệm Phật nhiều nhưng lại thịnh, làm nhiều không niệm Phật nhưng lại si. Có những ngôi chùa cực lực làm luôn mà xây ngôi chùa xây không nổi, nhưng mà riêng mình ở đây xây ào ào, một năm nó xây biết bao nhiêu mà nói, thấy chưa? Là do ngay chỗ nào quý vị biết không? Ai làm là làm, nhưng phần nhiều ai niệm Phật là phải lo niệm Phật. Và cái việc của thường trụ làm cũng làm vừa vừa thôi. Riêng những đức rất chú trọng cái việc dưỡng tâm, làm không phải làm nhiều, làm ít thôi nhưng dưỡng tâm cho nó nhiều. Nên những đức khuyên quý vị hàng Phật tử á, nghe đạo hiểu quý vị thử đi. Nếu mà quý vị mà ví dụ như nghèo quá thì nó cũng khó. Bởi nó giàu sang cũng khó học đạo, mà nghèo quá cũng khó học đạo. Sung sướng quá không học đạo, còn nghèo quá thì cực khổ lam lũ thời gian đâu học đạo, hiểu không? Từ nơi đó mà có điều kiện chúng quý vị thí nghiệm thử đi. Quý vị ta giảm tất cả những việc làm lại hết, giảm hết luôn, tất cả việc làm bị giảm tối đa luôn, mà quý vị có thời gian để nghỉ ngơi niệm Phật được. Chính những đức này có khi những đức ngồi nghe, những đức niệm vài câu, ví dụ như A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái nó nhẹ nhàng không biết làm sao nha. Cái cảm giác của nội tâm mình mà nó an đến mức quý vị, trời, nó an đến mức mà không tưởng tượng được. Mà cái an này đó, trời ơi, nó đặc biệt mà khi mà gặp Phật tử á, mà khi gặp Phật tử mà nói chuyện với anh ta đó quý vị, cái cảm giác an tâm mà nó tích tụ năng lượng quá dày á, thì gặp người ta cái nói chuyện của mình á, là tự nhiên nó phát âm, nó nói một cái không biết làm sao mà ta gặp mặt mình là nói chuyện chút là ta cúng dường. Ngộ ghê. Mà mình đâu có nói cái chuyện quyên góp gì đâu mà người ta cúng dữ lắm nghe. Còn có những người bây giờ mình nói khô cuống họng người ta cũng không cúng nữa quý vị. Nó lạ là những đức biết rồi. À vậy thì mình phải chỉ Phật tử á, nó tích tụ cái nguồn năng lượng đầy, mà con người mình nó vui, nó an lạc á, thì tự nhiên người ta gặp mình người ta muốn làm ăn với mình nè. Người ta gặp mình là tự nhiên người ta muốn kết mình là ký hợp đồng liền vậy đó. Tại vì con người mình khi năng lượng nó đầy, cái sự an lạc mà niềm vui á, mà cái sự không cần tiền, mà khi càng không cần tiền thì tiền nó càng đến. Cái nguyên lý là càng không cần thì nó càng đến, mà càng cần thì càng tham, mà càng cần thì càng tham, mà càng tham thì người ta lại không đến, càng tham thì người ta lại không đến. Nhớ nghe quý vị. Nên khi mà dịu được cái tâm mà không tham á, thì phước nó đến, ào ào nó đến. Mà phước nó đến có khi cũng là họa nữa đó, nghe chưa? Phước đến cũng là họa nữa. Đối với cái người tu đạo mà phước đến quá lớn, phải đem phước này đi cấm liền, đem giải ra cho chúng sanh liền, thì phước xài hoài cũng không hết luôn. Phước xài hoài cũng không hết nữa. Nhưng nếu phước mà tụ là họa, phước tụ là họa tai đến. Nhớ nghe, tiền tài nhiều mà tụ là họa tai đến. Còn phước mà biết giải ra là thịnh dữ lắm. Nó rất là thịnh phước luôn. Những điều mà những đức chia sẻ đây là quý vị biết rằng là tại sao mà những có những khi những đức làm rất là mạnh, mà đa phần người ta tưởng đâu những đức là người có tiền nhiều dữ lắm, nhưng thật sự là những đức dám làm. Quý vị biết chỉ có một cái lý dám làm là ngay chỗ này nè, là nghĩ ngày mai chết lấy gì mà làm. Ngày mai chết rồi sao làm, thì hôm nay làm được, làm đi. Thì tự nhiên cái tâm này đó quý vị, nó làm ghê lắm. Giống như tại sao những đức phát nguyện lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, vì những đức nói mình còn làm được thì mình làm đi. Ngày mình làm không được thì sao làm đấy. Nên cơ hội làm được làm đi. Với cái việc tu phước tu duyên là dám làm, dám gan làm. Nên thật sự là dám làm. Nên những đức nhìn Hòa Thượng mình ngày 80 mấy tuổi, mà quý vị coi mấy ngày nay nha, 4-5 ngày nay nha, ngồi coi công trình ốm luôn. Hòa Thượng mình á 82 tuổi rồi. Bữa nay tiếp tục nghe. Ở đây là nhà vừa xong. Ở bên ngôi chùa mới là có thể trong năm nay nó xong 2 dãy. Mà 2 dãy nhà này là quý vị ở không biết bao nhiêu người mà nói. Nhà nó lớn dữ lắm. Thì còn 2 dãy kia là chắc chắn phải nửa năm sau mới xong. Chưa gì hết là ngày vớt 4 dãy nữa. Đang xây bên kia 4 dãy nữa bên
khu tăng sinh, bốn dãy. Xong bữa đó những đức gặp hòa thượng, những đức ngồi nói chuyện, hòa thượng ơi, hòa thượng cứ xây đi hòa thượng. Ông nói tao làm xong mấy nhà này tao nghỉ nữa. Mấy nhà này xong tao nghỉ. Nó nói thôi hòa thượng đừng có nghỉ. Lúc trước thì mình cũng khuyên hòa thượng nghỉ đi, mà ông cứ xây hoài. Bây giờ ông nói tao xây bốn cái nhà này nữa xong nghỉ. Những đức nói hòa thượng đừng có nghỉ, xây tiếp tục đi hòa thượng. Hòa thượng cứ yên tâm, con chơi tới bờ tới bến luôn. Hòa thượng xây tới chừng nào thì con có bao nhiêu tiền con hỗ trợ hòa thượng chừng nấy. Con mỗi tháng con dư tiền nhiêu con đưa hòa thượng hết cho hòa thượng xây. Ừ, để tao tính lại. Tại vì mình nghĩ gì nè quý vị, thật sự mà nói trong cái cuộc đời này thì trong cái chùa thì xây lên cũng có người ở thôi. Đó. Thì bây giờ có tiền làm đại phước cho rồi. Bây giờ nếu mà như người tu những đức mà tiền nhiều quá để trong người, cắt trong phòng cũng bất an, trong thời cuộc cũng bất an. Nhưng mà những đức có tiền, những đức đem đưa cho hòa thượng là những đức thấy thoải mái nhất. Tại vì sao? Vì ổng 82 tuổi rồi, ổng đâu có đi chơi gì nữa. Đúng quý vị, có cái chỗ chút khỏe re ổng cứ xây đi. Thì mình đã tạo cái nhân rồi thì ổng xây lên là tự nhiên là cái quả là mình cho người ta ở tu niệm Phật. Thấy rõ luôn á. À, quý vị coi như là cái nhà to mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm á. Cái nhà đó hồi xưa như đức mới đi xuống đây á, là gạch đồ giác cũng le lử luôn. Giác cái ở đó đó. Không có tiền nhưng hòa thượng nói ông cũng gạch đi. Vậy mà những đức cũng gán kiếm tiền. Những đức phụ trợ hòa thượng cũng gạch đồ này kia, bảo tháp đồ này kia. Vậy đó quý vị. Mà cuối cùng bây giờ cái nơi bảo tháp là cái nơi những đức tu ngay chỗ đó, rồi thêm cái nữa là chúng mình ở ngay chỗ đó niệm Phật. Quý vị có thấy lạ chưa? Rất là lạ. Có những việc mình làm mình không cần suy nghĩ luôn, cứ làm cho người ta đi. Vậy mà lạ thay, đúng là có phận cần gì lo. Chắc chắn 100% luôn, thấy chưa? Nhìn ra chỗ này rồi. Được, hòa thượng cứ xây đi. Hòa thượng xây cho ai ở cũng được chứ. Hòa thượng xây đi, con có nhiêu tiền hỗ trợ hết. Nên những đức nói với quý vị, bây giờ chúng ta có chỗ chút rồi. Nó tu phước tu duyên đúng điểm. Như chùa mình quý vị coi, bao nhiêu mà xài không hết. Đối những đức bao nhiêu tiền cũng sạch. Xài bao nhiêu xài cũng được luôn. Tại vì sao? Trời ơi, tại vì người ta không xài thôi. Còn nếu mà nói mà chịu xài tiền, trời ơi, đem cái nhà tiền thì tôi xài cũng hết. Nói thiệt, đủ cách làm hết trơn. Mà có tiền dễ độ sanh lắm nghe. Chỉ có cái là keo thôi, chứ thật sự mà rộng rãi dễ độ lắm. Quý vị bây giờ coi, quý vị mà có tiền đi, quý vị cho người nghèo để quý vị gũ nó lỡ đây niệm Phật đi. Lỡ nó niệm ào ào, niệm xong cho tiền, rồi là thời gian dính hết trơn. Những đức nói bây giờ chương trình khiếm thị, quý vị không có tiền sao tổ chức, công nhận không? Nên tất cả những người có tiền nên đổ tiền ra cho người ta niệm Phật. Tại vì sao? Sanh không mang đến, chết không mang đi. Làm đi, đừng có sợ. Trời ơi, cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi, làm đi. Cứ chăng thật mà làm. Thí dụ như bây giờ những đức mà phước báo mà tăng lên thêm đi. Thí dụ như bây giờ mỗi tuần lễ những đức cúng dường chư tăng ni có 250, quý vị coi. Chư tăng ni ngồi gì rồi tu gì, quý vị coi. Có những khi quý vị đi cúng dường cái nơi khác á, mời người ta lên bàn ngồi đồ đàng hoàng, đãi ăn người ta quá trời luôn, bỏ bao thư đồ lỡ quỳ xuống cúng kịch liệt. Còn đây chư tăng ni chùa mình là những đức nói là như vậy là những đức là cũng ép rồi đó. Vậy coi á, thấy không? Lúc trước á, còn cúng sớm một chút, từ từ rồi những đứa kéo rồi tới phóng sanh cũng đi thật luôn. Thì thấy chưa? Những đứa có tâm tốt nghe, cho quý vị biết những đứa có tâm tốt đó. Là những đứa muốn chư tăng ni mình nghe tịnh độ này viết mà thấm á. Rồi sau này tới tuổi già rồi tự nhiên á, những đứa với họ có duyên rồi những đứa hộ niệm cho họ đó. Những đứa nghĩ như vậy đó quý vị, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên từ nơi đó làm như vậy, mai mốt mà phước báo mà thí dụ như nó dày thêm, cúng chư tăng ni mỗi tuần 500 ngàn, có tiền á, không có tiền thì 250, còn không có tiền nữa 50. Chứ sao không có tiền mình chơi là mình chơi thiệt đó. Thật sự mà nói, những đức muốn kết duyên với chư tăng ni á
để sau này chư tăng ni tuổi già những đức hộ niệm chư tăng ni dễ. Nên cả cuộc đời những đức thích nhất là gì? Gieo duyên để có duyên. Gieo duyên để có duyên quý vị. Nên quý vị cũng nên có cái tâm vậy đi. Riêng á, mình ở đây là thật sự mà nói nghe. Khi mà ngôi chùa mới xong, những đức nói, những đức nhận người già nhiều á. Như chùa mình ở đây bây giờ là xong rồi, là ở trên lầu là quý vị có được chục cái phòng. Chục cái phòng này không có ở. Chỉ ngày thứ bảy chủ nhật cho quý vị. Những đoàn đồ đến, đồ mấy cô đồ xưa giờ đến đây tu rồi đó, đến là có ở chủ nhật gì vậy thôi, có chỗ ở để vậy đó. Rồi cha mẹ các cô các chú quý thầy trong chùa đến có chỗ 10 cái phòng để dành ở. Chứ không thôi giờ ở đâu cũng đầy kính mít hết trơn, về đây không có chỗ nào ở, nằm tứ tung lang tang, thấy không? Đó đó là 10 cái phòng ở trên. Còn 10 phòng ở dưới á, thì các cụ thường trụ bây giờ cũng xin, hiện tại đang làm giấy rồi mà chưa có sắp xếp ở, là cũng 40 người. 40 người mà một phòng vậy ở 8 người chắc lắm mấy vị, không phải rộng gì đâu. Nhưng mà được cái chỗ ở cũng thấy mừng rồi. Thật sự mà nói, trong cái lúc này nằm dưới đất không đó làm sao mà được cái phòng vậy á, sát tường 3, sát tường 3, chân giữa 2 là được 8 giường. Thì kệ, nằm được một chút thôi miễn vui, rồi cuối cuộc đời được hộ niệm là mừng rồi quý vị ơi. Thật sự mình mong là người ta được có chỗ ở vậy đó. Nó thì ở dưới 10 phòng, thiền phòng 8, chục phòng 80, 40 cũng còn được 5. Chưa 5 phòng. À, 5 phòng nhận vô nha. Nhận vô đầy xong bên chùa mới nha. Xong rồi bắt đầu nhận người nè. Nó nhận người già, nhận người đến niệm Phật. 10 năm, 20 năm gì đó. Nhưng đẩy đi về cực lạc một số người. Tay này để làm gì phải không? Kinh quan tài chứ. Tay đi kinh quan tài. Tu mấy năm nay kinh quan tài không à? Kinh trọ, kinh quan tài. Chùa bên đây bữa nay để kho quan tài bên đây. Bên đây Đại Tùng Lâm làm thêm kho nữa. Tại vì bưng qua bưng lại hoài chết hoài thôi, để chơi kho bên kia luôn. Chơi thêm kho nữa. Tại đi lấy rai hoài, Đại Tùng Lâm hôm qua giờ đi 2. Vừa mới đưa đi thiêu hôm qua 8 giờ thì vừa đi thiêu xong thì bắt đầu là chưa ăn cơm xong liệm bà nữa. Sáng nay đi rồi nghe nói gì mới nãy đi bà bên nữa. Đúng là đi mà cũng biết nói tiếp, giống như truyền đăng vậy đó, truyền tay tiếp tục. Quý vị coi, già mà càng già mà phải đi lai rai đi suốt. Thôi kệ, cả đời của mình đi kinh quan tài cũng được. Nói quý vị coi, cái tâm niệm này là cái tâm niệm thật sự chấp nhận. Bây giờ cuộc đời con người, người ta quan trọng nhất là cái gì biết không? Cuối cuộc đời mà gặp được Phật Pháp. Những đức thấy rõ ràng 100% là quan trọng nhất, cuối cuộc đời phải gặp tịnh độ. Gặp được phương hướng rõ ràng để giúp mình. Nên chư tăng ni nghe, đi vòng vòng ở đâu không biết, nhưng những đức nói với vị nghe, cái kết cục của cuộc đời thê thảm lắm. Cặp mắt của tên này đã hộ niệm cho chư tăng, chư ni biết bao nhiêu người trên tỉnh thất, lo cho hơn 100 người tăng ni ở đó tu. Và hộ niệm cho nhiều tăng ni, như một vị ni mà gọi là chấp tu 20 mấy năm trời mà chết đi mà cái nhà vệ sinh còn kêu người ta phải rửa cho sạch. Đó là xuất gia đó nghe. Nên nhớ, kết cuộc con người chúng ta nếu không nhẹ nhàng và có một phương pháp là cực kỳ khổ đau. Như tuần trước những đức cũng nói, ở cốc nguy hiểm lắm. Ở cốc nguy hiểm lắm. Vì sao? Vì lúc bình thường thì thấy thoải mái dữ lắm. Thoải mái lắm, không có ai ràng buộc mình đúng không? Nhưng mà cuối cuộc đời rồi quý vị sẽ thấy không ai giúp mình. Nên trong nhà Phật mới có câu nói là nương chúng nhờ chúng. Cái nương chúng cực kỳ quan trọng. Nên khi cái chùa mới bên kia mà xây xong đó, chư tăng ni mà lớn tuổi á, thích về đó ở, mình về đó đi. Già rồi bây giờ mình đi vòng vòng cũng là 3 buổi ăn thôi.
Tại sao chúng ta không lo cái chuyện giải thoát cuộc đời cuối đời? Những đức đâu có kêu bị đem tiền đưa những đức đâu. Nhưng mà cũng cùng là người tu, người xuất gia, nên nói thật lòng đó. Ôi ơi, mấy người ở cốc ở đâu bên núi bên đây, lúc trước già già đến này, sau này những đức nghe tin là chết te tua không á. Bây hổm có một cái ông chết mà đi lại đây xin quan tài. Nên từ nơi đó thấy thê thảm không? Cái chùa mới bên kia xây rất là rộng rãi, mà hòa thượng cũng cho tăng ni ở đó. Sau này xong rồi những đức thông báo những chư tăng ni già về đó ở đi, khỏi cần đi khắc thực, khỏi cần đi đi nhận chay tăng. Những đức lo hết cho, một ngày 3 buổi cơm, chỉ cần những đức kêu niệm Phật là niệm đi. Nó cái gì mà những đức cái cần là ngồi im qua một bên là được, không có cãi. Được rồi, tên này nó dám lo mà, chơi có tâm mà, thiệt. Chứ kêu người ta gì chi, gì chi cho cực, đúng không? Nhưng mà mình thấy tội nghiệp của một đời người cũng là xuất gia. Bây giờ thật sự mà nói đi, chỗ này chỗ kia cũng là cuộc sống thôi. Mình ở nơi mỗi ngày mình đi vòng vòng chùa, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi giờ mình lên tu, tu có một chút là nghỉ, rảnh rỗi nghỉ ngơi thoải mái. Mà tới tuổi già không cần lo, thấy không? Chùa có quan tài, có sẵn hết phương tiện luôn, thoải mái, không cần lo gì hết. Nên trời ơi, cái này mà nói là đúng là xây chùa rồi mà còn mờ về thì coi, đúng không? Trời trời, nói đến mức này còn gì, đây là có duyên đó nghe. Có cái duyên gặp nhau, mình chân thật mình chia sẻ những điều này, có khỏi khỏi đi đâu vòng vo. Sau này ngôi chùa mới đó, đặc biệt đó. Còn cư sĩ thì rất là nhiều người được về ở tu. Nên tất cả những người mà hỗ trợ những đức mà xây chùa với hòa thượng nha, quý vị yên tâm đi, những điểm quý vị hỗ trợ này là xứng đáng à. Thật sự mà nói, hòa thượng có tâm xây chùa cho người ở niệm Phật thì bây giờ mình làm chân thật à. Đó đó là những điều tuyệt vời đó quý vị. Nên tất cả những người già muốn ở trong chùa mình luôn á, là phải tập như vậy nè. Tập là đi đến đây ở tu, ở tu xong đi về, rồi đi đến đây ở tu. Đầu tiên nửa tháng tu từ ở 1 tháng, từ từ ở 1 tháng rưỡi. Mấy bà già nghe, mấy bà ở tu từ từ, mấy bà thấy quen đúng không? Mà bị dứt phát là ở luôn được liền. Chứ mấy bà đừng có nghe nhà Đức nói ngon lành, mấy bà chạy lên mà nói cho con xin thuộc chủ. Mấy bà nhào vô một cái có chừng mấy bà bị hớp á. Hiểu chưa? Nó phải vô từ từ cho nó quen. Rồi bắt đầu vô luôn. Trời ơi, sao mấy 70 tuổi vô đi mấy bà? Chứ không lẽ mấy bà đợi tới chừng nào mà Ginh Banca vô đây? Ginh Banca vô đây ai mà nhẫn chợ? Ginh Banca vô ai lo? Ai lo nổi? 60 mấy 70 mà còn ngon, còn đi sẵn sẵn được á, vô đi, vô. Thấy không? Rồi mai mốt mình già yếu rồi là có ăn có chịu, nhưng ta không có trách được những đức. Còn bây giờ những đức nhẫn yếu tùm lum tùm la, người ta nói ông nhẫn ông nuôi đi, ta nuôi cực giết người ta chịu không nổi thì sao trời. Nên mấy bà đừng có làm khó những đức, mấy bà đừng có đợi đem băng ca vô, đi được đi vô cho quanh quanh liệt liệt, đi vô ào ào vô đi, thấy không? Đó đó là cơ hội. Còn mấy bà mà chồng bỏ chồng chê á, cứ tu đừng có kiếm thêm thằng nữa, khổ lắm. Hiểu rồi, bây giờ mình biết hết trơn rồi, thì chồng bỏ chồng chê hiểu rồi. Còn mấy cô trẻ trẻ mà đủ duyên thì khỏi cần bỏ chê gì, vô đây trước luôn. Nếu mà đã có duyên rồi vô tu luôn đi, cùng với những đức nuôi mấy bà già. Về sau 4 năm điểm chùa cần người nuôi người già lắm. Chờ mình nuôi người già là mình đang nuôi tuổi già mình đó quý vị, đúng không? Còn bây giờ mình đây là mình có mô hình, mình chơi tới bờ tới bến luôn. Cuộc đời những đức năm nay 40 mấy tuổi, không biết chừng nào chết, nhưng mà làm thiệt, làm cho tới bờ luôn, thử cuộc đời này coi sao. Nó nên mấy cô mà trẻ trẻ mà phát tâm mà muốn tu đó nghe, quyết định dứt chiếc áo thế gian, rét vô đây. Có con nhỏ nó mới vô chùa nó tu, nhỏ mới vô chùa tu gạo đầu với một cô ở Quảng Trị mới vô. Con nhỏ mới vô chùa tu, nó đâu trên thành phố, nó học nó năm thứ tư rồi, bắt đầu là nó nghe những đức giảng sao nó quyết định đi tu. Thằng bồ của nó đeo theo nó, mà thằng bồ cũng đẹp trai, gà gà theo nhỏ hoài. Nhỏ quyết định nó vô đây, nó nói còn quyết định con tu rồi thầy. Như đức nói mày quyết định đúng không? Thiệt phải không? Thiệt, cạo đầu con. Nó vớt một cái đầu chọc lóc. Bữa sau cái thằng chồng vô, thằng bồ lên, bước vô thằng bồ gặp một cái cạo đầu vỗ lưỡi. Giờ kéo cũng khó lắm, mày công nhận không?
mình biết, mình vớt một phát cái đầu vô lũi luôn. Nói không, còn cư sĩ thôi, phải không? Rồi bắt đầu là gì? Bữa sau cha mẹ lên nói giờ con học hết năm thứ tư, nó nói không, con quyết định cố gắng, quyết định tu hành. Giờ con không còn tâm trí học hành nữa, quyết định tu hành nuôi các cụ già phục vụ đại chúng, phải không? Rồi vậy mà cứ tu đi. À vậy mà phải cố gắng nghe, phải nhiệt tình cố gắng nghe không? Vậy mới được. Đó, này mấy cô mà trẻ trẻ mà nghe như Đức nói chuyện nè, mấy đứa gái hai mấy tuổi luôn nè, quyết định con. Hiểu không? Cùng nhau nuôi mấy bà già, làm việc đại sự. Đây việc này đại sự. Giờ còn mấy bà mà có chồng có con rồi thôi cố gắng. Còn mấy bà mà chồng bỏ chồng chê, đừng bước thêm bước nữa nghe mấy bà. Ừ, đủ rồi, được rồi. Nó vậy đi, rồi bắt đầu là cứ vậy nuôi con đàng hoàng. Rồi sau này con cái đâu vào đó chân, rồi từ từ tới lui lui đây, sau này vô chùa luôn. Nó mình lo chuyện giải thoát của mình. Nhân Đức rất là chú trọng chỗ này. Nhân Đức nói mình sẽ dùng toàn tâm toàn lực để mà đặt tượng Phật và hướng dẫn cho mỗi một gia đình đều có thờ Phật, có ngôi tam bảo tại gia và có thờ khóa tu, biết hộ niệm cho người thân mình luôn. Có nghĩa là tại gia đình mình đều làm được hết. Còn những người mà người ta đủ duyên, người ta được vào ngôi tam bảo gì thì đặc biệt quá. Nhưng mà người ta chưa vào ngôi tam bảo được thì tại gia nhà người ta có ngôi tam bảo, có thờ khóa tu sáng tối ổn định và biết phương pháp hộ niệm. Trong nhà thường bật cái điệu niệm Phật hộ niệm 4 chữ cho thành quen. Như những đức chỗ ngủ lúc nào cũng bật cái điệu niệm Phật 4 chữ hộ niệm, từ bây giờ cho đến khi thọ mạng mình đến, đều duy trì y rang vậy, nó thành quen luôn. Một điệu niệm Phật mà quen nó hay dữ lắm. Sau này khi cận tử nghiệp, mình chỉ cần nghe một cái thôi là mình biết liền. Và được sự nhắc nhở lúc còn sống là chỗ đặc biệt nhất. Nên có rất là nhiều người, người ta cứ nghĩ rằng là khi cuối cuộc đời gần chết là khai thị rất quan trọng. Không phải đâu. Lúc gần chết nó không quan trọng bằng lúc mình sống. Lúc mình sống gì mình nghe viết, mình nhìn thấu mình mới buông xuống được. Và khi mình buông xuống được thì lúc cận tử nghiệp mình nó mới có kết quả chứ. Còn mình đợi gần chết nó mê mờ, nó mù quáng rồi. Mà đã là mù quáng rồi thì có nói cái nào cũng nghe được. Quý vị biết rằng cái khả năng mình lúc còn sống như vậy nè, là cái khả năng của mình có thể tiếp nhận nó tới 70% nữa. Nhưng mà khi mình gần chết, cái khả năng tiếp nhận của mình á, nó kém dữ lắm. Nó có khi chỉ 20%, 30% à, là dữ lắm rồi. Tại vì nó mù mờ, cái cảnh giới lúc đó là nó rất nhiều cái việc mà nó chen vào để mà nó làm cho mình bị mờ lý trí và tâm bắn loạn, thân tứ đại rã rời. Nên lúc đó nói không có còn nói nghe được đâu, mà chỉ có niệm Phật thôi. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài cũng khai thị cái chỗ này như vậy. Mà chư tổ sư cũng nói là chỉ có một câu Phật hiệu là quan trọng nhất thôi. Quý vị biết vì sao mà những đức chú trọng cái việc mà gia đình có ngôi tam bảo không? Qua cái trận dịch bệnh là quý vị sẽ nhìn rõ ràng nhất luôn. Nên rất là nhiều người tu hàng cư sĩ có khi không có để ý chỗ này. Có khi mình tu mười mấy hai chục năm mà ngộ, mình ở nhà mình tu không có được. Mình ở nhà mình không có tu. Nghĩa là mình đi đến chùa mình tu một chút, hoặc là mình đi đến mình nghe pháp thôi, chứ mình về nhà mình không có dũng công tu. Cái này là cái nó thiệt thòi cho cái người tu mình dữ lắm. Nếu như mình chỉ đi đến chùa mình tu thôi thì mình bị lệ thuộc. Tại vì thời gian đâu phải mình đi đến chùa hoài đâu. Mình làm sao mà mình đi đến chùa mình tu được, mà mình ở nhà mình cũng tu được cái pháp tu của ở chùa. Mà cái này như đã tính 7-8 năm về trước, như đã nghĩ tới. Phải tính ra một cái phương pháp làm sao mà người ta đi về chùa người ta tu cái thờ khóa của chùa mình, mà người ta áp dụng ở nhà người ta tu phương pháp của chùa mình luôn, nó mới hay. Còn nếu như ở chùa mình mà mình đưa cho người ta tu được mà về nhà người ta không tu á, thì giống như một ngày được ăn mà 29 ngày nhịn. Này nó đói dữ lắm quý vị, nó đói pháp dữ lắm, thấy không?
Nên cái thời cuộc bây giờ cái mạng truyền thông nó phát triển, nên chúng ta ngày nào cũng được học tập Phật pháp tịnh độ, ngày nào cũng được bổ túc, nhưng chỉ có cái là mình có chịu học hay không thôi. Chứ ngày nào những đức cũng chia sẻ hai bài, nó gọn vô cùng. Mà hai bài này những đức cũng tính ra rồi, nó chỉ có nửa tiếng đổ lại cho quý vị để quý vị tiện nghe đó, mà nó cô động sâu vô cái chỗ tịnh độ thôi. Chứ những đức phải chi mà những đức nói mà tiếng mấy là những đức bỏ cuộc rồi, nói không có nổi. Tiếng mấy là những đức bỏ cuộc chắc chắn luôn. Nên những đức nói rằng tất cả những vị mà muốn chia sẻ Phật pháp mãi mãi là từ nửa tiếng đổ lại thôi. Có người huynh đệ khi gặp những đức nói vậy, con nói 5 phút 6 phút được không? Những đức nói không. 5 phút 6 phút nó thành khai thị, mà khả năng mình sao khai thị? Nếu ngày nào cũng khai thị chứ sao mình khai thị đấy. Nên ít gì cũng phải từ nửa tiếng, nó là được, nó ít dữ lắm rồi đó. Từ nửa tiếng đổ lại là những đức tính kỹ dữ lắm. Từ nửa tiếng đổ lại nó có cái những cái phương tiện trong đó cho người ta nghe được. Nhưng mà thời gian của mình bây giờ bận bị, mình nghe vậy là được rồi đó. Mà buổi chia sẻ nào như đức cũng cô động ngay tịnh độ, buổi chia sẻ nào như đức cũng nhắc ngay tịnh độ, mà ít có ai mà chia sẻ như vậy cho vị nghe lắm. Tại vì những đức nói giống như là nói thừa vậy đó, giống ngày nào những đức cũng nói thừa, ngày nào những đức cũng nói lại hoài cho quý vị nghe. Có khi những đức cứ nhắc tới nhắc lui hoài, cố gắng niệm Phật đi, nhắc vô thường nhắc hoài, không có ai nói Phật pháp gì cho quý vị nghe đâu. Tại vì người ta nghĩ rằng nói vậy người ta cười mình chết, nói vậy thì giống như mình là người dốt không biết mà nói lại hoài. Nhưng mà những đức nói rằng chúng ta không có làm được đâu, chúng ta không có làm được cái chuyện niệm Phật này nữa, chứ đừng nói chi mà nói nhiều mất công. Chỉ có một câu Phật hiệu mà chúng ta còn quên hoài nữa đây, chứ đừng nói chi nói nhiều. Những đức đã thấy rõ ràng chỉ có một câu Phật hiệu này nếu như mình nắm cho chắc là mình thành công lớn dữ lắm. Mà mình không có làm được. Mà nhiều người thì mình nghĩ rằng là bây giờ mình phải nói làm sao cho người ta thấy rằng mình có học thức, mình hiểu biết Phật pháp. Họ đều nghĩ như vậy là cái nghĩ của họ thôi. Còn đối với người ta mà được lợi ích thì họ không có để ý cái chỗ cái lợi ích một cái pháp tu. Vì sao? Vì chính bản thân họ cũng đâu có cái pháp tu. Họ đâu có cái pháp tu đâu mà họ chú trọng cái pháp tu. Còn mình á, là người nghe đạo, quý vị phải chú trọng cái pháp tu. Vì cái pháp tu nó cực kỳ quan trọng luôn. Vì nó là nuôi huệ mạng. Nếu như ở nhà mà không tu được sao nuôi huệ mạng? Quý vị coi những đức đưa lên phương pháp tu cho quý vị, ở nhà là tu được chắc 100% luôn. Tại vì sao? Có một tiếng đồng hồ niệm Phật 20 phút, lễ Phật 45 phút ngồi hướng nghỉ. Mà không được nữa thôi nghỉ tu luôn đi. Rồi chùa mình cũng tu vậy mà tu không được nữa vậy đi vô chùa này làm gì bây giờ? Nó bây giờ chùa mình cũng như vậy luôn đó quý vị. Nó chùa mình là thí dụ như là từ nguyện hương rồi xong rồi tu thì cũng y rang thờ khoát quý vị ở nhà luôn. Nhưng 20 phút chùa mình dạo trước để cho người ta vô đủ. Nên Dượng Đức nói quý vị vô chùa mình tu là về nhà tu cũng y rang là giống hệt à, không có khác đâu. Rồi muốn niệm 4 chữ thì niệm, niệm 6 chữ thì niệm. Nhưng mà những đức khuyên vì niệm 4 chữ ở nhà hay thờ khóa nhà tu 4 chữ nó đặc biệt. Nếu cho những đức chọn, những đức sẽ chọn thờ khóa 4 chữ. Khỏe. Thật sự mà nói mình biết mình yếu. Yếu thì làm yếu. Yếu mà còn xạo nữa. Hiểu chưa? Giác không nổi mà đi giác cho nhiều sao đi. Hiểu chưa? Chúng ta thí dụ như khả năng giác 50kg, mình giác nếu được 45kg mình giác hoài luôn. Chứ nếu như bắt mình giác đúng 50kg hoặc là giác 55kg vì giác một chút là bỏ cuộc à. Cái căn tính mình hiểu quá mà. Tu làm sao mà cho nó thèm á, hiểu không? Nên cái khóa thờ khóa tu gia đình nó cực kỳ quan trọng luôn. Mà ít có ai đưa cái thờ khóa tu gia đình cho quý vị mà quý vị áp dụng được lắm. Vì tu thời gian thì bỏ cuộc, tại vì thờ khóa tu nó rề rà là bỏ cuộc à. Hoặc là có tụng kinh có trì chú nhiều là bỏ cuộc, 100% là bỏ cuộc. Tại vì chính mình là gia đình có một người thì khó thế nào áp dụng được lâu dài nếu thờ khóa rền rà. Quý vị biết quý vị phải tính giảm lại là khả năng ở đây người ta mỗi ngày 500 người thì người ta tu có thể thêm tụng kinh trì chú luôn người ta tu được đó. Tại vì người ta có lực chúng. Còn khi mà không có lực chúng là thờ khóa gia đình của quý vị là quý vị đã giảm lực, giảm sức, giảm sự tinh tấn, hiểu chưa? Giảm sự tinh tấn, phát triển giải đãi. Vậy thì quý vị phải tính rút lại để cho người ta ở nhà tính cái giải đãi và tính cái làm biến mà đưa cái thờ khóa ra cho người ta mà tu được. Thì đây là cả vấn đề mà tính toán cho quý vị ở nhà tu đó.
Nếu như những đức mà không tính được điều này thì thời khóa những đức đưa cho quý vị tu mà có tụng kinh của chị chú là quý vị thất bại chắc chắn. Đưa cho quý vị áp dụng thời gian bỏ cuộc mất tiêu. Nhưng mà những đức động viên hoài cái thời khóa sáng tối quý vị ở nhà cố gắng đi. Điều rồi mỗi ngày cứ đeo cái máy niệm Phật nhỏ đeo cổ này nè. Đây là cái chỗ nghe danh hiệu Phật để mà duyên với Phật A Di Đà nghe. Chỗ này quan trọng dữ lắm đó. Những đức nói trong cái thờ mạt pháp này á, chiếc máy niệm Phật nhỏ này nó hay đừng có nói nữa. Tại vì sao? Vì nó nhắc mình hoài. Nó như là một cái phương tiện tu cùng với mình luôn. Mình quên cái mình nghe, cái mình niệm theo liền. Nên nó rất là hay. Nên mỗi người phải có hai cái. Một cái hết pin, rồi một cái còn pin. Để mà tiếp nối hoài cả ngày. Đeo máy niệm Phật thành quen. Rồi một chiếc máy bấm số là lúc rảnh là ngồi xuống để bấm số, để trực tiếp mình là câu nào chắc được câu nấy. Bèo bèo gì ngày cũng niệm được 5.000 câu. Chúng ta phải đưa lên cái số lượng ít nhất là như vậy, là chúng ta mót thêm 5.000 câu nữa thì quý vị biết rằng quý vị sẽ an lạc vô cùng luôn. Và nhà thì có ngôi tam bảo sẵn luôn, lỡ có dịch bệnh hay lỡ không đi đến chùa được thì chúng ta ở nhà tu được và ở nhà vẫn nghe pháp được, quý vị thấy không có bị mai một. Nên cái điều mà những đức rất chú trọng, mỗi gia đình có ngôi tam bảo, mỗi gia đình mà có ngôi tam bảo thì và có thờ khóa tu được luôn thì Phật pháp nhất định là, nhất là pháp môn tịnh độ này hưng thịnh chắc chắn luôn. Và những đức tính ra chỗ này cho quý vị, nhắc cho quý vị nghe nè, là riêng quý vị ở tại gia, quý vị có một phương hướng chuẩn, cái quyết định của quý vị nó không có bị người ta chuyển say đâu. Nhưng mà ở ngôi tam bảo ở chùa là bị chuyện đó. Bây giờ quý vị hãy đi tìm hiểu hết tất cả các chùa cả một cái đất nước này đi. Quý vị tìm ra ngôi chùa nào mà tu chuyên nhất như vậy cho quý vị tu. Đi tìm hiểu đi. Rất là khó. Thật sự mà nói cũng có người muốn như vậy đó quý vị. Nhưng mà vì sao quý vị biết không? Họ không có làm được. Là người ta không cho họ làm luôn. Người ta phải bắt buộc quý vị theo giống hệt người ta trong một cái, giống như nguyên một cái mảng là phải giống như nha. Quý vị không có được làm khác, hiểu chưa? Nên đây gọi là tập thể. Quý vị không có cá nhân làm riêng được, hiểu chưa? Đó. Vậy thì cái nơi đây biết đâu một ngày nào quý vị cũng sẽ bị tình trạng này sao? Tại vì quý vị đây là tập thể, chứ nó không phải là cá nhân của những đức đâu, hiểu chưa? Quý vị có làm vị khác được. Quý vị làm vị khác được, quý vị được nhiều người đến với quý vị gì thì người ta cũng để ý quý vị rồi. Bây giờ nhiều người đến với quý vị gì thì người ta nghĩ quý vị sẽ có điều kiện nhiều. Mà cái điều kiện này không có muốn chia cho ai. Nếu ông được nhiều như vậy thì ông sẽ phiền phức, hiểu chưa? Nên từ nơi đó phải tính ra cái chuyện về sau nó cũng sẽ có vấn đề chứ không phải là không có vấn đề. Dù bây giờ nó rất là yên nhưng tính cái vấn đề về sau đi. Nên những đức nói trước cho quý vị nghe là gia đình phải có ngôi tam bảo. Quý vị phải duy trì cái phương pháp tu này. Những đức rất là tâm đắc cái phương pháp tu này. Rất là tâm đắc cái phương pháp tu này. Dù sau này những đức có sự việc gì, những đức có thay đổi thì sao để mà cho chúng những đức ở ổn định, thì quý vị cứ ở nhà mà tu cái duy trì cái phương pháp này đàng hoàng. Còn hai cái thờ mà chia sẻ Phật pháp của những đức là chắc chắn nó là khuyên quý vị chuyên nhất niệm Phật là 100%. Nhưng mà cái tu này có khi một ngày nào nó sẽ có cái thay đổi đó chứ không phải chuyện giỡn đâu. Những đức nói đây là nói nó có sự cố, lỡ có, hiểu chưa? Nên từ đâu đó những đức mới chỉ quý vị, gia đình quý vị có ngôi tam bảo, và chỉ quý vị một phương pháp tu, để những đức đem phương pháp này những đức cấm từng nhà và nhắc nhở quý vị là quý vị phải duy trì được cái phương pháp tu này. Vì sao? Vì phương pháp tu này nó quá hay rồi. Nó đã thành công được cái phương pháp tu này từ một con người nó không hiểu gì mà chỉ có biết niệm Phật và dùng phương pháp tu chuyên nhất thôi, mà nó đạt được cái chỗ thành công rất là cao, mà mỗi ngày rất là an lạc, mà rất là tiện tu. Vì tương lai cuộc đời mình cặn tử nghiệp là chỉ có hộ niệm, là câu Phật hiệu thôi, đúng không? Vậy tại sao lúc còn sống này mình không chuyên niệm Phật? Mà người ta thì người ta không chịu như vậy, mà rõ ràng là cuối cuộc đời là chuyên niệm Phật. Nhưng mà lạ thay, người ta nói rằng người mà chuyên niệm Phật vậy là bậc thượng căn mới tu được, còn mình là bậc hạ căn là phải tu nhiều. Cái này nói là tầm bậy thiệt. Nói này là quá tầm bậy. Những đức nói với quý vị nghe nè, bây giờ quý vị yếu, những đức bắt quý vị làm nhiều, quý vị làm nổi không? Đố quý vị làm nổi đó. Quý vị là người thông minh thì quý vị mới muốn đi làm nhiều. Còn nếu như quý vị không được thông minh thì quý vị làm ít nó chắc ăn hơn.
Thí dụ như quý vị, bây giờ quý vị học một nghề mà học cho tới cùng thì nó thành nghề. Còn nếu như một lúc quý vị học 4-5 nghề, quý vị dễ thành nghề không? Không, không có dễ thành nghề được. Nên chúng ta nói phải nhận thức cho nó sâu. Nên những đức, quý vị biết những đức từ khi biết và cho tới bây giờ luôn, là cái điều chia sẻ của những đức nó y rang một mẫu à. Quý vị nghe lại 4-5 năm về trước đi, và bây giờ quý vị nghe lại đi, nó phải giống một mẫu không? Và những đức vẫn duy trì một cách tu, một con người như vậy nó hướng dẫn mình là yên tâm. Tại vì cái tâm của nó không thay đổi, là cái tâm bình thường, hiểu chưa? Mà quý vị biết vì sao những đức duy trì được cái tâm bình thường không? Là không đi đâu nó mới duy trì được cái tâm bình thường à. Đó, những đức không đi đâu những đức mới duy trì được cái tâm bình thường. Còn nếu như những đức đi nghe ngóng đầu này đầu kia để học là những đức sẽ không bình thường nữa. Mà cái tính con người những đức từ khi ngoài đời những đức đã thích, không có thích mà cái chuyện nó đi biết thêm cái này kia. Như những đức ngày xưa đi làm là những đức chỉ ở có một chỗ làm hoài vậy đó, cho thành phố á. Bạn bè có rủ những đức làm chỗ nào những đức cũng thích chứ nha. Những đức chỉ có cái nghĩ gì mà những đức ở một chỗ nè. Dù làm một chỗ lương không nhiều nhưng mà được con người thân với mình. Những đức có cái nghĩ là giữa con người với con người rất là thân. Những đức ngày xưa đi làm cái chỗ đó lương có nhiều nhưng mà những đức với anh chủ với chị chủ là thân dữ lắm. Chiều nào những đức với ảnh giống như là mình cũng ông chủ luôn, mình phái được vậy đó. Chiều cái là mình với ảnh là ví dụ như có dĩa mồi, có hai chai bia, rồi ngồi uống bia với anh chủ, rồi ngồi ăn uống đồ, mà đi chơi với chủ không à. Mà thật sự lương thì không cao, nhưng mà ăn trên ngồi trước không. Những đức nói mày mà bỏ chỗ này mày đi chỗ khác, coi chừng mày đi làm toi mọi, mày không được như cái kiểu này đâu. Nên những đức nhìn ra, những đức nói thà mày lương ít mà sống như vậy vẫn đặc biệt hơn nhiều. Thiếu tiền thì mượn tiền cái là được liền, vì có uy tín. Tại vì sống quen có uy tín, mượn tiền cái là được liền. Cần mua cái gì mượn tiền, mai mốt trả từ từ, tại vì thân quá, hiểu không? Còn lúc nào mà đi chơi không có tiền, nó thẳng công có tiền thì anh trả, rất là thoải mái. Nhưng đức nói nếu bây giờ mày bỏ chỗ này mà mày đi chơi với người khác, dù là có lương chút xíu nhiều nhưng mà mày đâu có được sống gì đâu. Nên những đức chọn một chỗ làm hơn mười mấy năm, và khi đi tu luôn không thay đổi chỗ làm. Đúng một chỗ một, lên thành phố làm đúng chỗ đường Xuân Nguyệt Ánh, đúng chỗ một luôn. Còn bạn những đức thì nó đổi khoảng mấy chục chỗ làm, nhưng mà lâu lâu Tết nhất hoặc là đi ra ngoài là nhìn nó không có bằng những đức. Những đức tuy lương ít vậy chứ mà xạo dữ lắm à. Khi mà bạn bè mà đến chỗ làm đồ là kêu dọn đồ ăn ra, bưng bê dọn đồ ăn ra, tại mình là người cũ, người lâu nên nó có quy, quý vị dọn đồ ăn ra đãi bạn đồ ha, chị kêu chị chủ đồ à, em nay có bạn bè đến nha, em đãi bạn chút xíu. Còn gặp quý vị đổi chỗ làm và đối với vị được cái quy đó, đúng không? Nên những đức vẫn là duy trì như vậy khi đi tu nha. Thật sự mà nói, nếu như những đức á, mà cái duyên mà ở chùa cũ là tới bây giờ vẫn ở chùa cũ à. Tại vì những đức đâu có biết ở đâu đâu mà những đức đi. Nên khi đưa những đức đi xuống đây là những đức ở đây rồi, chứ những đức không có nghỉ ở đâu nữa chứ. Quý vị biết riêng ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này chùa chiền nhiều vậy đó quý vị. Mà quý vị tin ở gần gần đây những đức không biết chùa, quý vị tin không? Không biết một ngôi chùa nào cả. Quý vị tin rằng nếu như mà những đức mà ở hộ pháp này mà không lên Đại Tùng Lâm á, quý vị tin những đức không biết Đại Tùng Lâm không? Cả Đại Tùng Lâm luôn, những đức cũng không muốn biết luôn. Những đức chỉ muốn biết ở chỗ mình ở thôi, không muốn biết ở chỗ thứ hai. Còn khi đến chỗ thứ hai thì biết chỗ thứ hai, không muốn chỗ thứ ba. Chừng nào đến chỗ thứ ba thì biết chỗ thứ ba, không muốn biết chỗ thứ tư. Toàn là nhân duyên chứ những đức không đi tìm kiếm. Nên ở xung quanh chùa ở đây rất nhiều, những đức không từng ghé đến một ngôi chùa nào cả. Nên cái việc là ở tại chỗ và tu một phương pháp, duy trì được cái tâm, giữ cái tâm 7-8 năm về trước và bây giờ cũng là duy trì một cái tâm này, khó lắm đó quý vị. Rất là khó đó. Nên tại sao mà những đức tu được an lạc? Vì trong đầu những đức nó không có vọng cảnh, nó không có hiểu nhiều. Những đức tin là niệm Phật là Phật rước, những đức tin vậy thôi. Quý vị tin vẫn là ngon, ngu gì không tin. Trời ơi trời, tin có Phật A-di-đà, tin có thế giới cực lạc mà không chịu tin. Đức Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Vô Lượng Thọ, thế giới cực lạc ngon vậy thì tin đại đi. Thì bây giờ quý vị không tin, quý vị biết cái giống ôn gì mà không tin. Bây giờ quý vị nghĩ đi, quý vị tu bao nhiêu chục năm, quý vị biết cái giống ôn gì mà quý vị không tin thế giới cực lạc.
con mắt mình một tờ giấy che ngang không thấy bên kia, mà không tin thế giới cực lạc, dùng thứ ba trợn. Đúng không? Ba trợn mới là không tin thế giới cực lạc. Còn cái người nó không phải ba trợn mà nó cũng không biết cái gì thì thôi biết thân phận. Biết thân phận thì nương vào Phật A Thích Ca Mâu Ni mà tin thế giới cực lạc đi. Mình cứ nghĩ, ô công nhận thế giới cực lạc đã gì đâu, đặc biệt gì đâu chẳng. Cái gì đâu mà muốn ăn có ăn, muốn bận có bận cái chẳng. Rồi gì đâu mà năng lực thần thông một niệm mà đi mười phương chư Phật. Trời ơi, đây mà muốn đi du lịch mua vé máy bay thôi đi cũng có thời gian. Đây ra Hà Nội cũng đi cũng mắc mấy tiếng, mấy tiếng. Còn cái gì đâu mà cực lạc, gì đâu mà trong một khoảnh ngón tay mà đi mười phương chư Phật. Trời trời, cái quốc độ gì mà nó đặc biệt chứ. Rồi con người ở thế giới cực lạc mà không già, không bệnh, không chết nữa. Cái gì đâu mà cái quốc độ gì đâu mà nó tuyệt vời dữ vậy chàng. Mà người mà đẹp gì đâu mà trong kinh nó quá trời đẹp. Ủa gì quốc độ gì mà ngon dữ vậy. Thì mình nghe vậy thôi thì mình nói trời ơi, nghe cái thấy sướng gì đâu. Đã là sướng vậy thì thôi mình phái được rồi. Mình chỉ cảm thấy thèm chảy nước miếng là được rồi. Hiểu chưa? Hả? À. Đó. Tại sao nói thèm chảy nước miếng? Vì mình chưa có gì được nên thèm chảy nước miếng. Giống như một món ăn mà nó treo trên lóc nhà mà nó ngon, thiệt là ngon, nó thơm, thiệt là thơm, mà ăn thì không ăn được. Quý vị nhìn bị chảy nước miếng không? Mình chảy nước miếng lắm, mình thèm lắm, mà mình nghĩ rằng nhất định tao sẽ ăn được mày. Mình cứ có mộng rằng mình ăn được nó đi thì tự nhiên mình thấy mình có cơ hội, đúng không? Nó nên thế giới cực lạc mình chưa về được nhưng mình thèm chảy nước miếng để về thế giới cực lạc. Mỗi ngày mình thèm thế giới cực lạc. Mình làm gì mệt hay bị chồng chữ hay vợ gầy la hay vợ hà hiếp hay con bắt hiếu, mình vừa nghĩ thế giới cực lạc cái là tự nhiên trong lòng mình nói ừ thôi mày cứ chửi tao đi, mày mắng tao đi, mày muốn đối xử với tao thì sao đối xử đi, tương lai tao về cực lạc rồi chứ tao đâu có ở đây hoài đâu mà tao sợ. Hắn nghĩ vậy cái tự nhiên thích vô cùng, thấy chưa? Những đức làm bao nhiêu việc có cực gì cực mà những đức vừa nghĩ cái chuyện là tương lai tao về cực lạc rồi, ở đây có cực cỡ nào cũng chấp nhận. Tại vì sao? Vì thời gian à. Chỉ có thời gian à, rồi mình đi về cực lạc rồi. Mình đâu có ở đây hoài, chịu khổ đâu sợ ha. Quý vị vừa nghĩ gì là quý vị thấy cái lương tâm vì nó nhẹ đó. Nó nhẹ liền. Còn cái này tự nhiên lôi ra, phân tách ra, có hay không này kia được. Đúng là khổ, thảm thương cho những con người đó. Mà những con người mà phân tách đó toàn là những con người á học phù phiếm không nghe, mà toàn là lấy trí phàm phu mà đo lường cái trí của Phật Bồ Tát không à. Tào la phàm phu mà đo lường trí Phật Bồ Tát, hiểu không? Nên bây giờ mình học lớp 1 mà đi đo lường cái sở học của tiến sĩ. Ờ, trời, có chuyện này không? Thôi, mình cứ làm cái khả năng của mình học lớp 1 đi. Bây giờ chúng ta phàm phu là lớp 1 mà mày viết chữ chưa rành, thôi, chúng ta đừng có đi đo lường cái trí của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đã nói rằng có thế giới cực lạc thì chúng ta phàm phu ta tin là có thế giới cực lạc. Chư tổ sư nói có thế giới cực lạc thì chúng ta tin có thế giới cực lạc. Vậy thôi. À, tin vẫn là ngon. Thôi nói chuyện tới đây thôi, nghỉ về ai với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Trong kinh Phật dạy đức chúng như biển cả mênh mông, chúng ta mỗi tuần chủ nhật cả một cái hội chúng đông vậy rất là hiếm có, một cái đạo tràng niệm Phật nào mà chủ nhật mỗi tuần đông vậy. Nên chúng ta về đây cùng cộng tu, tu phước tu duyên. Người thiếu phước thiếu duyên mỗi tuần đi đến đây tu với từ từ phước báo nhân duyên nó phát triển, nhờ mình cộng lực cùng với đại chúng. Giống như mình một ngọn đèn rất mờ, nhưng nhờ nhiều ngọn đèn kết hợp mà ánh sáng cũng che chở cho mình được có ánh sáng nhiều. Nên phước mình rất là kém, nhưng nhờ nhiều người kết hợp nên phước thành dày.
Nên chúng ta nương trong cái đại chúng thì tăng trưởng cái phước duyên rất là lớn. Và những người ví dụ như tâm trạng buồn phiền, bệnh hoạn hoặc là chán nản trong cuộc đời, nhờ những cái khóa tu này giúp cho mình nghe pháp niệm Phật, và nhờ cái đại chúng mà mình được vui, nó chuyển cái nghiệp của mình. Nên cái ngày con tu ngày Chủ Nhật nó lợi ích rất là lớn. Nên tất cả những vị trưởng đoàn và những người chúng ta đi đến đây tu, mình tạo phương tiện nhân duyên để mình dẫn dắt, mình rủ những người chòm sớm của mình, hay những người biết Phật pháp hay chưa biết Phật pháp, hay dòng họ của mình, mình dám bỏ tiền ra thuê xe dẫn họ đi tu. Đây là cái việc tu phước duyên rất là lớn, vừa mình biết Phật pháp mà vừa dẫn dắt cho người ta biết Phật pháp. Nhờ Phật pháp mà cứu được cuộc đời mình, nên mình cũng muốn đem Phật pháp để giúp cho người khác được an vui và tự tại và hướng đến giải thoát. Thêm cái nữa là nhiều người mang nghiệp phá thai sát sanh, rồi tạo nhiều nghiệp chướng của nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta đi đến đây nghe pháp niệm Phật để hiểu được định luật nhân quả, và thêm nữa chúng ta được làm lễ phóng sanh và cúng tế thực. Nên thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ hoặc là quan gia trái chủ, chúng ta đã từng não hại từ vô tình hay cố ý, hay những người mang nghiệp phá thai, mình đi đâu người ta cũng theo mình. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi còn tại thế, Ngài nói rằng mỗi một người chúng ta quan gia trái chủ đi theo mình cả đoạn đường, từ nơi đó cái nhiều đời nhiều kiếp mình sát sanh hại vật, tạo nhiều nghiệp chướng rất là nhiều. Nên nghiệp quan gia là gặp nhau ở cõi đời này, gọi là quan gia thù nghiệp. Nên gặp ở đây mà mình đi tu thì họ cũng đi tu, mình đi làm ác thì họ cũng đi theo mình để thúc đẩy làm ác. Từ nơi đó mà đi đến đây mà mình cúng tế thực cho người ta, người ta mừng, mình chia sẻ Phật pháp, người ta nghe, người ta cởi mở tâm tư. Nên tất cả những người mà hóa giải cái tâm hận thù thì là Phật, mà chấp nhất cái tâm hận thù thì là ma. Nên khổ đau đời đời kiếp kiếp là từ nơi cái tâm chấp nhất hận thù. Nên tất cả chúng ta, người sống hay người chết, hay chư hương linh thai nhi, hay tất cả những người chết mà oan ức gì đó, chúng ta nên buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ, hay cái tâm cho rằng mình oan ức gì đó, nên buông xuống hết. Và nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Khi về thế giới Cực Lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung từ thực biến tập phương nhất tiết Phật tự công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt ngà đặng dự tự giai cộng thành Phật đạo như đặng ngô tình chung ngã kim tí nhự cung tự thực biến tập phương nhật tiết hộ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cập nhật tiệt ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo như đặng cô hồn chung ngã kim tí nhự cung tập phương nhất tiết cô hồn. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo án mục lục lăng ta bà ha án mục lục lăng ta bà ha lăng ta bà ha a ngã ngã lăng ta bà và biệt nhật ra hồng a ngã ngã lăng ta bà và biệt nhật ra hồng tam bà và biệt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát Ma Tát.
Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vạn sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, chùa mình tuần nào cũng phóng sanh cũng rất là nhiều. Nên những đức thấy có nhiều cháu nhỏ nó về chùa. Mấy cháu này thiện căn rất là dày. Nít còn nhỏ mà được đến ngôi Tam Bảo nghe pháp niệm Phật. Nên những đức nói rằng con mình đến đây có khi đòi nợ mình. Mà bây giờ đến đây nghe pháp niệm Phật, từ từ nó chuyển cái nghiệp nó thành báo ơn. Còn đứa mà báo ơn mình mà nghe pháp niệm Phật thì nó càng biết báo ơn thêm. Nên các giáo này thiện căn rất là dày. Nên chúng ta nguyện đem toàn thể công đức tu hành này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng, và hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hồi hướng cầu siêu cho tất cả hương linh thai nhi và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được nhờ thờ hưởng những công đức này mà phát tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta hôm nay làm lễ phóng sanh. Tất cả những con chim này nó đang ở trong lòng, giống như ở trong tù. Giống như mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn mình mừng dữ lắm. Mà người ta thả mình mà người ta còn chỉ mình phương hướng giải thoát nữa, thì cái ơn này biết bao nhiêu nói. Giống như những con chim này mình thả nó mà nó còn được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, và được ở trong ngôi Tam Bảo nghe danh hiệu Phật. Khi bỏ thân thì nên hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, hoan hỷ vui vẻ vỗ tay để thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc đại chúng luôn luôn an lạc nha. A Di Đà Phật.